Xin chào tất cả các cô chú anh chị nha. Mười có nhìn thấy livestream này không ạ? Mọi người có đang xem livestream này không ạ? Rồi, buổi livestream ngày hôm nay thì Đức Trung xin phép sẽ chia sẻ đến các cô chú anh chị về cái giải đáp những cái thắc mắc hay là những cái trăn trở băn khoăn về yếu tố phong thủy làm nhà, động thổ hay là các cái suy nghĩ trăn trở khác của các cô chú anh chị về yếu tố về phong thủy hay là các bộ môn văn hóa phương Đông. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có buổi giao lưu tại cái buổi livestream này nha. Em xin tự giới thiệu, em là Đức Trung, em là trợ lý của thầy Tam Nguyên, em là trưởng phòng tư vấn tại văn phòng Hà Nội. Các cô chú anh chị chúng ta cùng nhau giao lưu tại buổi livestream này nhé. Ai thấy được cái livestream này chúng ta vui lòng có thể bình luận câu chào nhau được không ạ? Chào bạn hoặc là xin chào, hoặc là chúng ta chia sẻ livestream này đến với nhiều người hơn nha, để mà lan tỏa kiến thức. Xin chào chị Tố Uyên. Xin chào chị. Thời tiết trong Đà Nẵng mát không hả chị? Chào anh Lê Hiệu nha. Chào chị Đỗ Chuyên nha. Chào anh Lê Vũ nha. Chào tất cả các anh chị, chúng ta cùng nhau bình luận để mà để Đức Trung có thể nắm được xem là cái buổi livestream này chúng ta đang có bao nhiêu người xem nha. Rồi sau đó thì các anh chị suy nghĩ về câu hỏi đi. Chúng ta sẽ hỏi tại cái phần bình luận trong cái buổi livestream này để làm sao rằng là Đức Trung sẽ cố gắng là giải đáp các câu hỏi các cô chú anh chị một cách là chân thành nhất cũng như là nhiệt tình nhất để mà chúng ta có thể hiểu được các cái khái niệm hay các cái quan điểm liên quan đến bộ môn văn hóa phương Đông, đặc biệt là về phong thủy. Rồi hiện tại mới số lượng người khá ít, xin mời nhờ tất cả các cô chú anh chị chúng ta cùng bấm nút chia sẻ video livestream này cũng như là đặt câu hỏi xuống dưới này để mà chúng ta cùng nhau giao lưu sẽ tốt hơn. Vâng, chào anh Lê Huy Vũ, xin chào anh. Các cô chú anh chị đặc biệt đang đang sinh hoạt ở trong group cộng đồng Phong Thủy Tam Nguyên là hầu hết là các học viên quý khách hàng ở trong của Phong Thủy Tam Nguyên rồi. Thì cái buổi livestream này rất là vui để mà chúng ta cùng nhau là tiếp cận đến với những kiến thức dễ dàng hơn. Chào bạn Nguyễn Hoa nha. Nắng nóng lắm. Vâng. Ok anh Huy Vũ, cảm ơn anh chia sẻ video livestream với lại kêu gọi bạn bè mình, những ai mà quan tâm đến bộ môn văn hóa phương Đông, đặc biệt là bộ môn phong thủy, vào chúng ta cùng nhau đặt câu hỏi nhé. Để mình chia sẻ. Tại vì sao em lại đăng đàn em chia sẻ video này? Hiện tại thầy Tam Nguyên em đang công tác ở trong Sài Gòn, đang công tác ở trong Cần Thơ, ở khu vực miền Nam. Vâng, chào anh Thành Vũ. Ở khu vực miền Nam thì hiện tại là thầy đang đi công tác như vậy thì em cũng quan sát và là nhận sự chỉ thị của thầy về việc tổ chức buổi livestream để chia sẻ đến các cô chú anh chị để mà các cô chú anh chị cùng nhau hiểu rõ hơn kiến thức. Tại vì em nhận thấy rằng là các cô chú anh chị có khá nhiều những cái băn khoăn, những cái trăn trở, những cái câu hỏi mà nó khá là đơn giản đấy. Đơn giản đây tức là đơn giản. Vâng, chào anh Lê Ngọc Ánh. Khá là đơn giản tức là đơn giản so với cái kiến thức của chúng em. Nhưng mà với các anh chị thì các anh chị cũng chưa có cơ hội tiếp xúc nhiều với bộ môn phong thủy, cũng như là cũng hơi ngại với cái việc là những câu hỏi như thế thì hỏi thầy thì thầy cũng rất bận. Do đó rằng là cũng không có nhiều cơ hội để mà được giao lưu hỏi trực tiếp thầy tại các cái khóa học. Chào bạn Lan Phương nha. Tại các khóa học kích tài lộc thì chúng ta có cơ hội hỏi trực tiếp thầy, tuy nhiên là vào những cái dịp bình thường thì thầy cũng khá bận công việc, thế cho nên là đôi khi các cô chú anh chị hỏi thì thầy cũng chưa kịp trả lời ngay. Do đó rằng là đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên, tức là chúng em luôn có cái nhiệm vụ nó sát sao các cái vấn đề thắc mắc của các cô chú anh chị cũng như là giải đáp tận tình nhất đấy, thì sẽ giúp các cô chú anh chị hiểu sâu hơn về bộ môn này. Các câu hỏi tưởng chừng như là đơn giản nhưng mà đối với các cô chú anh chị thì có khi lại là những cái băn khoăn trăn trở rất lớn. Thì đối với chúng em thì chúng em có những cái kiến thức được thầy đào tạo cũng như là qua cái quá trình rèn luyện cùng với các chân sư, cũng như là đọc thêm sách, đọc thêm các cái tài liệu sách vở để mà bổ sung thêm kiến thức cho mình, thì cũng sẽ dễ dàng giải đáp đến các cô chú dễ hơn.
Đấy. Vâng, chào anh Thôi Bùi. Các cô chú chị chúng ta cùng chia sẻ video cũng như đặt câu hỏi xuống dưới để chúng ta có những cái giao lưu dễ hơn. Các cô chú chị thoải mái đặt câu hỏi nha. Anh Thành Vũ hỏi là hỏi xây bể cá thì có cần làm lễ động thổ không? Xây bể cá làm lễ động thổ không? Trao đổi với anh như thế này, tất cả những cái hoạt động, những cái hành động liên quan đến cái việc chúng ta xây sửa hoặc là tu tạo hay sửa chữa thì về cơ bản là vẫn luôn cần phải lựa chọn cái năm tháng ngày giờ cắt lợi để mà chúng ta thực hiện cái việc tu tạo sửa chữa hay động thổ thì nó sẽ trở nên tốt hơn. Ở đây cụ thể với vấn đề của anh đó, anh hỏi anh xây bể cá thì có cần làm lễ không? Thực ra mà nói thì bể cá thì nếu như trong cái quá trình mà anh làm nhà, nếu như bắt đầu anh khởi sự anh làm nhà thì trong cái việc mình kiến tạo lên yếu tố về sân vườn cảnh quan thì anh thực hiện cái việc anh kiến tạo cái khu vực mà anh làm bể cá rồi là anh làm non bộ ở phía bên ngoài nhà gì đấy thì nó cũng sẽ dễ dàng thôi. Còn nếu như cái nhà của anh mà đang xong rồi ạ, cái nhà của anh mà đang xây xong rồi mà bây giờ anh muốn quay ra anh xây cái bể cá thì hỏi có cần làm lễ không thì xin trao đổi với anh là chắc chắn cần làm lễ. Nhưng điều quan trọng một điều đó là cái bể cá nó đặt ở đâu. Tức là cái bể cá nó đặt ở đâu so với cái nhà hay là cái bể cá nó đặt ở đâu so với lại cái ngôi nhà, tức là đặt ở đây anh hỏi cụ thể hơn là anh đặt bên trong nhà hay anh đặt ngoài nhà sẽ dễ hơn. Đấy, thì cần phải xem cái vị trí của cái bể cá nó đặt ở đâu so với cái nhà cơ. Nếu ở trong nhà thì đặt ở phương vị nào, đặt ở khu vực nào. Còn nếu như ở bên ngoài ngôi nhà thì cũng cần phải xem nó đặt ở cái vị trí nào để tính toán cái vị trí nó có được tốt hay không. Thì mới có thể quyết định rằng là có nên làm hay không. Làm thì chọn 5 tháng ngày giờ để mà làm thì chọn cái 5 tháng ngày giờ để mà triển khai là động thổ. Anh xây ở hướng đông bắc cũng không phải là anh Thành ạ. Trong cái phong thủy người ta nói là nhất vị nhị hướng. Đấy, bắt đầu là hình thành ra những cái suy nghĩ của các anh chị, hình thành ra bắt đầu những cái em nắm được những cái kiến thức của các anh chị đang ở giai đoạn nào để em có thể tư vấn cho các anh chị này. Ở đây anh bảo là anh xây ở hướng đông bắc. Trong cái việc trong phong thủy thì nó có một khái niệm là nhất vị nhị hướng, anh Thành Vũ ạ. Có một khái niệm là nhất vị nhị hướng, tức là quan trọng nhất nó nằm ở vị trí chứ không phải là nằm ở hướng. Vị trí nó quan trọng hơn chứ không phải là nằm ở hướng. Vị trí ở đây thì tính ở tâm, tính tại tâm của cái cục mình xét. Ở đây ví dụ như anh xây anh muốn làm cái bể cá trước nhà nha, đúng không? Làm bể cá trước nhà thì cần phải xem cái nhà anh là hướng gì và cái vị trí trước nhà đấy nó nằm ở cái phương vị nào thì mới có thể tính toán được. Nhà anh hướng đông bắc, nhà anh Thành Vũ hướng đông bắc, nhà anh Thành Vũ hướng đông bắc, hướng đông bắc. Bây giờ anh muốn xây cái bể cá trước nhà. Về cơ bản rằng là anh Thành Vũ ạ, về cái việc mà lựa chọn cái bể cá này thì em quan tâm đến cái việc 5 tháng ngày giờ thì dễ thôi. 5 tháng ngày giờ thì dễ. Nếu như là anh làm cái bể cá ở phía trước nhà mà nhà anh là hướng đông bắc thì chắc chắn cái bể cá nằm ở cái phương đông bắc. Tính từ tâm của ngôi nhà thì cái bể cá nằm ở phương đông bắc. Đấy. Còn lại rằng là xem là cái vị trí bể cá đặt đấy thì nó có được đắc khí hay không ạ, thì em cần phải căn cứ vào cái việc là cái mặt bằng công năng tổng thể, cái mặt bằng quy hoạch nhà của anh ạ, tức là cái thửa đất của anh là như vậy mà cái nhà của anh đặt ở trên thửa đất đấy. Bây giờ cái bể cá này anh đặt ở vị trí này thì trước tiên chúng ta phải chốt với nhau là cái bể cá đặt ở vị trí đấy thì nó có tốt hay không, sau đó thì mới tính toán cái 5 tháng ngày giờ để mà tiến hành là anh làm cái bể cá được, cũng như là những cái văn khấn nghi lễ cụ thể. Thì cái này tốt nhất cần phải có cái bản vẽ quy hoạch, tức là cái mặt bằng sổ đỏ ấy, xong rồi đặt cái nhà ở trên cái sổ đỏ đấy, xong rồi khu vực còn lại đấy anh bài trí bể cá. Em cần phải nắm được cổng mở vào đâu thì mới có thể tính toán được. Bạn gà còi bạn gà còi, vâng, anh Lê Huy Vũ chờ em chút nha. Bạn gà còi câu hỏi là cho mình hỏi là hướng bếp thì xem theo tuổi của chồng hay của vợ. đây là một trong những cái chủ đề rất hay liên quan đến phong thủy bếp. Cũng như rằng là những cái trăn trở suy nghĩ của các cô chú anh chị xoay quanh cái việc bếp, rồi là giường ngủ, rồi là bàn thờ, rồi là nhà vệ sinh. Tất cả những cái nào mà nó có liên quan đến chữ hướng thì chúng ta hầu hết là suy nghĩ rằng là hướng này hướng kia đặt có được không. Tôi tuổi này tuổi kia tôi đặt hướng này hướng kia có được không. Tôi tuổi này hay là tôi tuổi này chồng tôi tuổi này đặt bếp hướng này được kia được không, hay là đặt bếp theo tuổi chồng hay tuổi vợ, giống như bạn gà còi có đặt câu hỏi ấy. Thì về cơ bản trả lời bạn như sau, thì câu hỏi này thì nó cũng chưa đủ dữ kiện để mà tư vấn luôn. Tại vì giống như câu hỏi của anh Thành Vũ ấy, là cái việc trong phong thủy người ta nói là nhất vị nhị hướng, đối với việc công năng của bếp thì quan trọng nhất cũng không phải là hướng luôn. Tất cả những cái công năng đồ đạc liên quan đến bếp này, bàn thờ này, rồi là giường ngủ này,
rồi là bất cứ cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là về hướng ban thần tài hay cái gì đấy liên quan đến hướng, thì nó cũng không phải đặt ở hướng này hướng kia, không phải hướng này hướng kia theo tuổi, mà nó quan trọng nhất nó nằm ở cái vị trí như thế nào. Vị trí ở đây là chúng ta sẽ tính từ tâm của cái ngôi nhà, vì rằng là cái công năng bếp nó là một trong những công năng nội cục ở trong ngôi nhà. Do đó rằng là muốn xác định được cái vị trí của cái bếp, tức là chúng ta nói đây là phương vị, thì chúng ta phải có được cái căn cứ thứ nhất, đó là hướng nhà là bao nhiêu độ. Cái thứ hai rằng là cái mặt bằng công năng thực tế của ngôi nhà nó bố trí như thế nào, các khối công năng liên quan nó ra làm sao. Đấy. Rồi là năm sinh của các thành viên trong gia đình nữa, thì để mình tính toán cái vị trí của bếp đặt nó như thế nào. Thì vị trí đặt bếp rồi thì còn lại là hướng, không phải lo. Do đó rằng là bạn gà còi không phải lo rằng là chắc là bạn đọc những thông tin trên mạng rằng là tuổi bạn là sinh năm tương đây, chồng bạn sinh năm tương đây, đặt hướng này nó mới diên niên, sinh khí rồi phục vị, rồi là thiên y, rồi là tránh mê hướng họa hại ngũ quỷ tiệt mệnh gì gì đấy, đúng không? Không phải lo cái đấy nha. Trong phong thủy chính tông, trong phong thủy cao cấp, trong phong thủy tam hợp phái thì không có cái khái niệm liên quan đến hướng nào là hướng ngũ quỷ tiệt mệnh họa hại gì cả. Đấy. Do đó là chúng ta không phải lo, do đó không có cái khái niệm nào hướng với tuổi cả. Nó chỉ xét cái việc là hướng ở đây người ta xét hướng khác, hướng theo kiểu khác. Còn đâu quan trọng nhất vẫn là vị trí, và vị trí đây là tính từ tâm của cái nhà nha. Thì phải xem là cái bếp đặt ở cái vị trí đấy có tốt hay không. Và cái bếp đấy đặt ở cái vị trí đấy thì bắt đầu người ta cũng tính toán theo các cái kiến thức của phong thủy và ứng với cái tình trạng thực tế. Ví dụ chẳng hạn, người ta đặt bếp thì người ta phải tính toán các khối công năng khác. Ví dụ bếp nó không được đối diện với lại là nhà vệ sinh chẳng hạn. Đây là một trong những cái tối kỵ cơ bản. Thì cái video chia sẻ về phong thủy nhà bếp thì Đức Trung cũng vừa có một cái video mới chia sẻ, sắp tới thì cũng sẽ được up lên trên kênh YouTube. Ví dụ bếp không được đối diện với nhà vệ sinh nha. Ví dụ như là bếp ở tầng dưới thì tầng trên không thể nào là phòng ngủ được. Đấy, rồi là bếp nó không đối diện với phòng thờ, bếp nó không đối diện với phòng ngủ. Đấy, kiểu thế. Đấy là một trong những cái kiến thức về loan đầu. Còn đâu về lý khí thì người ta phải xét đến các yếu tố về phong thủy điểm thần sát. Các cái thần sát quan trọng trong ngôi nhà thì chúng ta tuyệt đối không thể phạm vào được. Ví dụ chẳng hạn, căn cứ vào năm sinh của các thành viên trong gia đình bạn thì nó sẽ ra được các cái vị trí cung thần sát quan trọng, ví dụ như cung bản mệnh của chồng bạn, cung tài lộc, cung quý nhân, cung đào hoa, cung văn xương. Kiểu vậy thì tuyệt đối không thể nào đặt bếp phạm vào những cung đấy được. Ví dụ chồng là 1986 Bính Dần thì cái vị trí phương Dần, tức là phương Đông Bắc ở trong ngôi nhà, cụ thể là 67,5 độ, cái vị trí đấy tuyệt đối chúng ta không thể đặt bếp được. Bởi bếp nó công năng nó thuộc hỏa, hỏa nó rất vượng, thì đặt vào cái vị trí cung bản mệnh hay các cung tài lộc, cung quý nhân thì về cơ bản nó đều có cái sự thiêu đốt. Thì nó làm ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tài lộc hoặc quý nhân tương trợ đối với các thành viên trong gia đình. Do đó rằng là cái khái niệm rằng là đặt bếp theo hướng chồng với hướng vợ nó không có chính xác. Câu hỏi này cơ bản rằng là đã không chính xác. Do đó rằng là mọi cái câu trả lời mà cứ xoay quanh hướng là cũng đều sai hết. Bởi vậy cho nên rằng là cái mục đích của những buổi live stream này, Đức Trung rất muốn là chia sẻ những quan điểm về phong thủy chính phái để các cô chú anh chị có thể hiểu được. Thì cái việc mình ứng dụng phong thủy nó trở nên nhẹ nhàng hơn và dễ dàng hơn. Anh Lê Huy Vũ hỏi là bạn ơi, chọn hướng nhà căn cứ vào yếu tố nào quan trọng nhất như vận, long, loan đầu hay là yếu tố nào khác? Vâng, trả lời anh Lê Huy Vũ như sau. Đối với cái việc hướng nhà thì quan trọng nhất nó là cái gì? Về cơ bản chúng ta định nghĩa lại cái mục đích của ứng dụng phong thủy. Ứng dụng phong thủy trong cuộc sống là để việc mình kiến tạo lên một cái không gian sống và một cái môi trường sống nó thật tốt, để nó tạo ra cái sự hài hòa về trường khí giữa con người, đất và trời. Nó có cái sự loan hoàn, nó có cái sự tương hợp với nhau, thì giúp cho việc con người chúng ta nhỏ bé trước thiên nhiên vũ trụ này, chúng ta ở trong một cái nhà tốt, mà cái ngôi nhà đấy đắc được thiên khí, đắc được địa khí, và cái con người ở trong ngôi nhà được tốt nữa, thì lúc đấy chúng ta có sức khỏe, có tài lộc, có gia đạo và có được mọi thứ. Vậy thì cái việc mà để mà kiến tạo lên một cái ngôi nhà tốt thì nó căn cứ vào nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ đơn giản là một cái hướng. Mà cái quan điểm về xét về hướng thì phong thủy tam nguyên, ứng dụng phong thủy tam hợp phái chính tông chúng em thì cũng không phải theo kiểu là bát trạch minh cảnh. Bát trạch minh cảnh người ta phân chia trạch đất, làm phân chia tuổi, mỗi người làm hai cái trạch tuổi là đông trạch, đông tứ mệnh hoặc tây tứ mệnh. Đông tứ mệnh thì ở nhà đông tứ trạch, tây tứ mệnh thì ở nhà tây tứ trạch. Trong các cái trạch đất đấy thì lại có bốn hướng xấu, bốn hướng tốt. Thì về cơ bản rằng là xét theo phong thủy chính phái thì điều này nó không có chính xác. Do đó rằng là phong thủy chính tông tam hợp phái thì cái này thì thầy Tam Nguyên có video chia sẻ rồi, nó không có hướng nào hướng xấu cả, nó chỉ có hướng vượng hoặc là không vượng bằng mà thôi. Nếu mà chọn được cái hướng vượng so với tuổi ạ, thì ở cái ngôi nhà đấy thì nó có cái sự phát triển thịnh vượng, phát triển bền vững. Còn nếu như ở một cái nhà mà nó
có cái yếu tố hướng nó không vượng bằng, tức là không có xấu với tuổi đâu, nó không vượng bằng thôi, thì ở đấy được cấp phát triển nó có sự bình hòa chứ nó cũng không có không không có điều gì xấu cả. Đấy, vậy thì yếu tố quan trọng nhất anh hỏi là vận hay là long hay loan đầu như thế nào, em trả lời luôn ba thứ. Thứ nhất là vận, long và loan đầu. Long ở đây cũng nghĩa là hợp long hợp trạch, thì theo phong thủy tam hợp phái thì có những cái quan điểm rất rõ ràng về cái việc ở cái nhà nó có được hợp trạch hay không. Thì cái này thì về cơ bản cụ thể chi tiết về năm sinh các thành viên gia đình anh thì chúng em đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn cho anh việc là anh gia đình anh nên ở cái ngôi nhà nào thì nó hợp long. Ở ngôi nhà nó hợp long tức là hợp trạch thì nó sẽ có cái sự phát triển bền vững tốt hơn. Người ta xét theo vận, vận ở đây là như thế nào? Vận ở đây là người ta xét theo vận khí của nữ liên hoặc là vận khí của đại vận, ứng dụng theo cái kiến thức của huyền không phi tinh. Ví dụ chẳng hạn chúng ta đang ở cái vận 8, hạ nguyên của vận 8, vậy thì những cái trục nhà nào, hướng nhà nào nó tốt thì về cơ bản cũng có cái sự ưu tiên để lựa chọn những hướng nhà đấy, nhưng mà nó cũng chưa có sát sườn so với việc chúng ta xét vận khí theo lưu liên. Xét vận khí theo lưu liên tức là chúng ta căn cứ vào các yếu tố thần sát quan trọng trong một năm để mà chúng ta xem là cái ngôi nhà đấy nó có được vận khí tốt hay không để chúng ta động thổ hoặc chúng ta nhập trạch. Đối với nhà thổ cư thì chúng ta quan trọng cái thời điểm động thổ, còn đối với cái nhà nhập chung cư thì chúng ta quan trọng cái thời điểm này, quan trọng thời điểm nhập trạch. Do đó chúng ta vẫn cần phải xét yếu tố vận khí để chúng ta tính toán. Ví dụ năm 2020, năm 2020 thì thái tuế đáo đến phương bắc tức là phương chính bắc, mà tam sát thì đáo đến phương tọa là phương nam. Do đó rằng là xây cái nhà mà tọa ngọ hướng tý tức là tọa chính nam hướng chính bắc thì người ta bảo là cái hướng nhà này nó không được vận. Do đó không nên xây mà để năm khác xây. Đó, cái hướng đông chẳng hạn, tọa tây hướng đông thì năm nay ngũ hoàng đại sát đáo đến hướng đông, do đó là cũng không xây được cái nhà tọa tây hướng đông chẳng hạn, bởi vì nó phạm ngũ hoàng đại sát kiểu thế. Ngoài ra chúng ta còn xét vài cái sát nữa, mậu kỷ đô thiên sát, mộ long biến vận sát, rồi là tam sát các thứ để chúng ta tính toán là vận nó có được tốt hay không. Cái này chúng ta nên xét trong lưu liên thôi, tức là xét cho từng năm một vận khí như thế nào có được tốt hay không. Loan đầu, rồi câu hỏi rất hay của anh Lê Vũ. Loan đầu thực ra mà nói tam hợp phái của chúng em thì mọi người vẫn băn khoăn chăn trở là tam hợp phái ứng dụng kiến thức như thế nào để cái thứ. Tam hợp phái là một trong những cái trường phái xét rất kỹ lên yếu tố về cách cục tổng thể, cách cục loan đầu, cách cục hình thế. Tại vì anh tìm hiểu tất cả các cái chân thư, tức là những cái sách chính tông về phong thủy, ví dụ như là địa lý diệu ngũ quyết, rồi là hay là các cuốn sách khác xét về phong thủy chính tông, thì đều người ta đều nói về cái yếu tố về hình thế, cách cục loan đầu, rồi là xung quanh về cái yếu tố về đường đi lối lại, xét long xét thủy, rồi là trong địa lý nghị điệu diệu ngũ quyết thì trong đấy người ta xét năm yếu tố là sa sơn, là sa sơn huyệt thủy hướng. Do đó rằng là năm yếu tố đấy quyết định yếu tố là hình thế xung quanh nó được tốt hay không. Do đó khi mà thầy Tam Nguyên đi khảo sát thì thầy cũng tính toán rất kỹ đến yếu tố loan đầu, hình thế xung quanh nó có được tốt hay không trong ngôi nhà. Bởi vậy cho nên rằng là cái việc mà căn cứ vào yếu tố để quan trọng nhất là hướng. Hướng thì nó không phải là quan trọng nhất. Ví dụ chẳng hạn, lấy ví dụ. Ví dụ như anh Lê Huy Vũ, anh ở một cái nhà cho rằng là hợp hướng. Anh ở được một cái nhà là hợp hướng. Nhưng mà nếu mà về khảo sát phong thủy thì lại thấy rằng là cái nhà này hợp hướng, nhưng mà phong thủy nhà nó rất xấu. Ví dụ chẳng hạn có những cái sát mà nó tác động trực tiếp đến ngôi nhà, ví dụ như là cả một cái đường nó đâm vào nhà, hay là tại những cái vị trí mà bát sát thì nó lại bị phạm, thì rõ ràng một điều là phong thủy cái nhà đấy thì xấu, nhưng anh và gia đình lại đang hợp với cái nhà đấy, thì rõ ràng một điều là chúng ta đang hợp với cái xấu, thì cái xấu đấy nó rất nguy hiểm, xấu đấy nó cực kỳ nguy hiểm. Cái đấy người ta gọi là chết vì hợp. Hướng nó chưa phải là quan trọng nhất đâu. Xét vận, xét long, rồi là xét loan đầu, đúng rồi, như anh nói ba cái đấy là ba yếu tố nó khó tách rời được, nhưng mà đắc được hai trong ba thì về cơ bản cũng hoàn toàn có thể căn cứ để tính toán cái việc có nên làm nhà hay không. Người ta nói là đắc long này, đắc thủy, đắc vận, như thế. Đắc long ở đây tức là ở nhà hợp trạch, đắc vận tức là cái vận khí năm đấy nó tốt, và đắc thủy ở đây là cách cục loan đầu nó ổn, thì người ta gọi đắc long, đắc thủy, đắc vận thì ở nhà được, ở nhà được. Còn đâu chung cư thì về cơ bản người ta xét thêm yếu tố vận để xem là có được vận hay không để mà nhập trạch. Ngoài ra thì xét cách cục bên trong nữa để mà ra quyết định nên ở hay không hay chỉnh sửa như nào. Anh Lê Hiệu có câu hỏi, đó là mình muốn nhờ bạn chỉ giúp, nhà mình hiện nay đang có địa thế như sau thì có cách nào hóa giải không? Nhà hướng Tây Nam đối diện có một con đường làng chọc thẳng vào nhà, trước nhà này có xây một cái quán nhỏ, mảnh đất không được vuông vắn lắm, bố anh sinh năm 53, ngoài ra nhà có đặt cái ống nước nhỏ chạy ngang vì nhà chú bên cạnh, mỗi khi mưa không thoát được nước nên phải chạy đường ngang vào nhà. Đấy. Rồi anh Lê Hiệu, về cơ bản rằng là thông qua cái phần mô tả của anh ạ,
thì thấy rằng là cái cách cục đất này về cơ bản nó cũng không 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 viên cách lắm, không viên cách lắm, đất thì không vuông, lại còn có đường đi thẳng vào nhà, lại có cái đường mạch nước chạy cắt ngang qua nhà, biết đâu lại có thể rơi vào cái trục chính thần của ngôi nhà, thì về cơ bản nó không tốt. Để mà trao đổi, để mà giải đáp cụ thể cho anh ấy, thì tốt nhất là anh Lê Hiệu, anh nên gửi cái mặt bằng công năng tổng thể của cái nhà anh qua cái email cho bên em, để bên em các bạn ấy tư vấn cho anh kỹ hơn. Hoặc là nếu mà có điều kiện thì tốt nhất là lên đặt lịch hẹn để mà thầy Tam Nguyên hoặc đội ngũ chuyên viên khảo sát về trực tiếp để khảo sát cho ngôi nhà của anh thì nó sẽ chính xác hơn. Còn đâu rằng là ở đây nó đối diện có một con đường chọc thẳng vào nhà thì về cơ bản nó rơi vào trạng thái xuyên tâm sát, lộ xung sát thì cũng không có đắc rồi. Về cái việc mà đã có cái chuyện gì xảy ra đối với gia đình anh chưa thì có lẽ không cần luận giải thì anh cũng đã cảm nhận được thấy, đúng không ạ? Nếu mà không có vấn đề thì chắc anh cũng không có lên hỏi. Chào bạn Nhi Huỳnh nha. Do đó anh Lê Hiệu anh gửi một số những thông tin như sau và qua email cho bên em này, gửi qua email tư vấn a@phongthuythamnguyen.com. Gửi thứ nhất là cái mặt bằng, cái sơ đồ thửa đất. Sơ đồ thửa đất nó có cái sơ đồ miếng đất của nhà anh với lại các hệ thống đường xá xung quanh như thế nào. Cái thứ hai là tọa độ GPS. Tọa độ GPS anh tải ứng dụng La Bàn Việt về, sau đó thì anh lấy cái tọa độ GPS ở trên cái mặt la bàn này anh gửi qua. Cái thứ ba đó là cái năm sinh của các thành viên sống trong gia đình đấy, thì các bạn ấy sẽ căn cứ để mà tư vấn hoặc là hỏi thầy Tam Nguyên để giải đáp cho anh. Lê Thịnh: Thưa thầy, tôi sinh năm 1970 Canh Tuất, có miếng đất hướng Đông Nam, vậy năm nào cất nhà là tốt? Và nghe nói người sinh năm Đông Nam nếu hướng nhà Đông Nam thì ảnh hưởng đến con cái. Đầu lòng. Sai anh Lê Thịnh ạ. Quan điểm này hoàn toàn sai nha anh Lê Thịnh nha. Sai đây là em đang nói là cái quan điểm là nghe nói người 1970 ở nhà hướng Đông Nam thì ảnh hưởng đến con gái, đầu lòng. Sai. Tất cả những cái mà anh băn khoăn trăn trở đấy, hầu hết là nó rơi vào cái kiến thức của Bát Trạch Minh Cảnh anh ạ. Bỏ qua kiến thức cái đi, nghĩ tìm hiểu cái đấy đau đầu ốm đấy nhé, không nên tìm hiểu đâu. Đối với Định Long Tam Hợp Phái bên em á, thì tuổi của anh 1970 Canh Tuất em cũng chưa có nắm được thông tin là vợ con anh sinh năm như nào, nhưng mà đối với tuổi anh 1970 Canh Tuất theo Định Long Tam Hợp Phái bên em thì anh ở nhà hướng Đông Nam này hoàn toàn hợp, hoàn toàn hợp. Do đó rằng là không có phải là ở nhà hướng Đông Nam để ảnh hưởng con gái đầu lòng đâu. Đối với phong thủy chính tông, đối với quan phong thủy chính phái, không có một cái khái niệm nào về cái việc ở cái hướng nhà này thì ảnh hưởng đến tuổi này tuổi kia. Nó không phải như thế, không có phải như thế, không có hướng nào hướng ngũ quỷ rồi tuyệt mệnh rồi họa hại rồi cả luyên thuyên, tất cả những kiến thức đấy đều là ngụy thư luyên thuyên hết. Do đó anh chị đừng có đọc đấy, do đó anh chị đừng có đọc. Bản thân em hay là bản thân thầy Tam Nguyên đã có những sự phản biện rất rất gay gắt, rất là kỹ về cái kiến thức của Bát Trạch Minh Cảnh rồi, do đó anh chị không cần phải đọc mấy cái này đâu. Đừng có lên trên mạng để tìm hiểu, là gõ lại trên máy tính là 1970 Canh Tuất ở nhà hướng nào thì bắt đầu lại đọc ra là thấy là 1970 Canh Tuất là cung khảm rồi đông trạch tây trạch cái gì 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 gì, ở nhà hướng này thì mới được hướng diên niên sinh khí thiên y diên phục vị, rồi là tránh hướng kia hướng kia hướng kia hướng ngũ quỷ họa hại tiệt mệnh lục sát, ở nhà hướng này thì nó ảnh hưởng con gái đầu lòng. Tất cả những kiến thức đấy nó đều luyên thuyên hết, không có một cái khái niệm nào như thế cả. Đối với còn đâu theo cái Định Long Tam Hợp Phái bên em, trước tiên về lý thuyết về Định Long Tam Hợp Phái bên em thì đối với tuổi 1970 Canh Tuất của anh hoàn toàn ở nhà hướng Đông Nam này hợp lý vượng. Nhưng mà có đẹp phong thủy hay không để quyết định anh có chọn nơi đấy nơi cư ngụ hay không thì phải khảo sát. Thì để đánh giá được yếu tố là cách cục của cái trạch đất ấy như thế nào, cũng như rằng là nếu ngôi nhà anh đang ở rồi thì yếu tố phong thủy bố trí trong ngôi nhà nó có được hợp lý hay không. Còn nếu mà anh chưa xây ấy, thì còn có cơ hội thiết kế lại mới từ ban đầu thì nó sẽ rất là tốt. Chứ nếu mà nhà đang xây rồi thì phải xem cách cục tổng thể nội cục bên trong như thế nào, các khối công năng phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp, nhà cầu cầu thang, nhà vệ sinh, phòng thờ các thứ nó có được tốt hay không thì mới đánh giá được rằng là anh ở ngôi nhà nó có được vượng hay không. Trên đó xét về hướng thì cơ bản là hướng Đông Nam tuổi 1970 Canh Tuất của anh thì ở nhà cơ bản là vượng. Nhưng mà được đẹp phong thủy hay không thì phải khảo sát mới đánh giá được nhé. Chứ không có cái lý thuyết nào mà tìm hiểu trên mạng dăm ba cái tìm hiểu mà chúng ta cứ đánh giá rằng là ở nhà hướng này ảnh hưởng đến con gái đầu lòng, không có một cái kiến thức nào như thế luôn. Ngụy thư sai đấy anh ạ nhé, đừng có lo. Ok anh Lê Huy Vũ: Khi động thổ thì anh Lê Huy Vũ hỏi là khi động thổ có vận dụng vòng trường sinh để chọn hướng xây nhà năm đó hay không, ví dụ như là hướng trường sinh để vượng năm đó hay không. No, cái việc mà chọn hướng anh Lê Huy Vũ khi mà xây nhà như này, ứng dụng phong thủy thì làm nào, nó cũng cần phải có cái sự hài hòa giữa cái việc đó là kiến trúc phong thủy cũng như về yếu tố thẩm mỹ cảnh quan, chứ mình không thể nào áp dụng lý thuyết theo một cái lý thuyết phong thủy được. Người ta sử dụng vòng tràng sinh để mà luận giải để người ta tính thủy pháp,
để người ta tính yếu tố đắc thủy, người ta tính thủy pháp của cái trạch đất để xem là trạch đất đã có được vượng hay không, cũng như là các yếu tố liên quan đến khai môn, mở cổng mở cửa các thứ, người ta áp dụng theo 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 vòng tràng sinh. Rồi, còn lại thì cái việc mà ứng dụng vòng tràng sinh để mà chọn hướng xây nhà hay không, thì anh hình dung là ví dụ chẳng hạn đối với nhà ống, nhà đất, nhà lô, nó chỉ có mặt tiền nó có 5 mét, sâu 20 mét, mỗi chỉ có mỗi một hướng đấy, thì anh áp dụng tràng sinh kiểu gì đúng không ạ? Nó chỉ có mỗi một 5 mét, sâu 20 mét, nó chỉ có một hướng duy nhất, thì quan thì làm thì xoay kiểu gì được mà đòi mà lấy làm sao được tràng sinh đúng không ạ? Do đó rằng là nó cũng còn tùy vào cái cuộc đất, thế đất của mình như thế nào. Ví dụ chẳng hạn chọn một cái lô đất, mình có một cái lô đất là lô nhà phố, mặt tiền 5 mét, sâu 15 mét, hướng là hướng đông chẳng hạn. Đặt câu hỏi là bởi là tôi muốn xây nhà tôi là hướng đông. Nhà tôi mặt tiền 5 mét, sâu 15 mét, không thể xoay đi hướng khác được. Thì hỏi là năm 2020 này có làm được không? Thì phong thủy Tam Nguyên rất tự tin trả lời rằng là không nên làm, bởi vì là hướng đông năm nay ngũ hành đại sát đau đến. Anh nên để năm khác làm. Đấy kiểu thế. Còn bầu là năm khác là năm nào thì 2021 chúng ta sẽ tiếp. Chẳng hạn Tân Sửu chúng ta sẽ tiếp. Nhưng mà rằng là cuối cùng chốt lại là cái đất đấy có nên ở được hay không thì phải khảo sát, một là về khảo sát trực tiếp, hai là thông qua những cái dữ kiện anh chị cung cấp thì mới có thể đánh giá được cái việc là có nên ở hay không. Còn nếu mà nhà vườn đất rộng ạ thì mới có thể là áp dụng lập hướng theo 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 thủy pháp trường sinh để mà đánh giá được việc là khai môn mở cổng ở đâu hay lập hướng như thế nào. Nhưng lập hướng nó chỉ lập được vài hướng thôi. Đấy, đất đường nó như thế, xây theo thế đất thế đường, mình không thể nào trổng bông ra ngoài đường được đúng không? Trong khi cả một khu người ta xây mặt tiền ra đấy, kiểu thế, nó không có lý thuyết. Nó phải hài hòa giữa việc lý thuyết và thực tế. Anh Thành Vũ đặt câu hỏi là nhà anh có hai mặt tiền hướng đông bắc và đông nam thì nên xây nhà mặt chính hướng nào? Anh 1978. Anh Thành Vũ tuổi anh 1978 Mậu Ngọ. Ở đây là nếu như có vợ và con anh nữa thì nó cũng sẽ chính xác hơn. Nếu tuổi 1978 Mậu Ngọ anh thì khuyên anh nên xây theo hướng đông nam, nó sẽ vượng long hơn. Nếu xây hướng đông nam. Xây hướng đông nam. Như vậy rằng xây hướng đông nam tọa tọa tây bắc. Nhưng về cơ bản rằng là phải khảo sát nha, phải khảo sát mới đánh giá được là nên ở hướng đông nam hay không. Bởi vì rằng là ở cái nhà như em nói, ở cái nhà nó hợp hướng, hợp trạch mà nó xấu phong thủy ấy, thì nó còn xấu nữa, do đó phải khảo sát mới đánh giá được. Ví dụ là nhà anh là tọa càn hướng tốn thì rõ ràng một điều là tính từ tâm của cái trạch, tính từ tâm của cục đất chúng ta xét sang cái phương là phương ngọ, tức là phương chính nam, tính theo cái vòng thủy pháp của La Kinh ấy, vòng thiên bản của La Kinh, thì nó không thể nào chỗ khu vực đấy có ngã ba hoặc là có nhà lớn, công trình lớn xây dựng, hay có hồ nước, hay là có ngã ba ngã bảy, hay là có cột BTS được. Đấy, thì ví dụ như thế thì cái này phải khảo sát thì mới đánh giá được, chứ không thể nào mà cứ thế quyết định rằng là xây. Như về cơ bản là xây hướng đông nam thì nó sẽ vượng long với gia đình anh hơn, đấy mới chỉ là được một yếu tố, đó là đắc long đắc vận, tức là phải xét xem là vận khí của cái năm 2020 này hay 2021 thì anh có nên xây hay không. Đấy, cũng như phải khảo sát để xem đánh giá nó có đắc thủy hay không để mà quyết định. Bạn Hoài Thương câu hỏi là mình xem ở đây có một thầy nói rằng là nhà mình bị đứt long mạch, cũng rất lo mà không biết là chính xác hay không. Không biết là mình có cách nào để biết nhà mình có bị đứt long mạch hay không nhỉ? Nhà mình hướng Bắc. Đấy. Nhà mình Bắc xây nhà vào tháng 5 2019, chồng 81 tự động thổ làm nhà. Với cơ bản là giải thích cho bạn Hoài Thương như thế này. Về cái khái niệm về long mạch thì chúng ta hiểu về cơ bản như sau. Long mạch nó là cái long mạch nó là cái yếu tố về địa khí địa mạch sâu ở dưới lòng đất. Sâu dưới lòng đất thì về cơ bản rằng là nó không có khái niệm là đứt long mạch đâu. Không niệm đứt long mạch. Long mạch chúng ta hiểu rằng là trong cái quá trình mà kiến tạo vỏ trái đất thì các cái khối về âm dương thì nó có cái sự đan xen và cuộn vào nhau và khiến cho nó việc nó tạo ra yếu tố về hình thế, về đồng bằng hay là núi. Thì về cơ bản rằng là các vùng sơn cước thì nó tạo ra yếu tố về long. Đấy, và những vùng vùng trũng thì nó tạo ra mạch. Thì về cơ bản long mạch ở đây là cái yếu tố về địa khí địa mạch nó cuộn chảy ở phía dưới lòng đất. Thì cái việc này nó không thể nào mà nó lang láng ở trên mặt đất mà chúng ta động thổ có vài mét mà chúng ta bảo là đứt long mạch được, nó không thể. Nó không thể. Kể cả người ta đào núi ngăn sông thì may ra mới có thể đứt được. Đấy, chứ sức người bé tí này không có trò gì mà đứt long mạch được cả. Do đó là chúng ta phải hiểu rõ cái việc hàn đứt long mạch hay là hoàn long mạch. Đấy, cái này thầy Tam Nguyên cũng đã nói rất rõ rồi, đứt long mạch á thì chỉ có hàn mà cũng không có cái trò nào mà đứt được long mạch đâu.
Đấy, do đó là trong cái quá trình chúng ta động thổ làm nhà ấy, thì về cơ bản khi chúng ta động thổ, chúng ta nạo vét xuống ấy, thì cái việc mà chúng ta tác động ở đây là tác động đến cái tầng 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 bề mặt bên trên của long mạch thôi, giống như việc cái da ấy. Da con người nó có tầng biểu bì này, tầng trung bì này, tầng hạ bì này, thì khi mà cái việc chúng ta bị đứt, bị thương, bị chảy máu, bị dao cắt chẳng hạn, thì nó chỉ cắt vào cái phần biểu bì bên ngoài da thôi, nó chỉ chảy máu thôi, chứ đòi gì mà cắt đến 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 sâu hoắm, đến lọt xuống cả xương hay sao, đúng không ạ? Đấy, thì long mạch nó giống như cái tủy ở trong xương á, nó giống như cái việc cái mạch tủy nó chạy trong xương á, thì không có cái kiểu trừ khi chúng ta bị đứt hẳn, rời hẳn cái cánh tay ra thì mới gọi là đứt long mạch, chứ nó hầu hết là chúng ta chỉ bị xây sát, chảy sát bên ngoài thôi. Do đó chảy sát bên ngoài thế thì chúng ta bôi thuốc để cho nó nhanh khỏi, đúng không ạ? Thì tương tự động thổ thì nó cũng sẽ làm ảnh hưởng đến long mạch, thì ở đây chúng ta chỉ mang yếu tố chúng ta bồi hoàn chứ nó không phải là bị đứt. Thì về cơ bản cái nhà nào cũng thế, thì thường khi chúng ta động thổ chúng ta xây dựng thì ở cái giai đoạn chúng ta làm móng, khi mà chúng ta hạ móng, chúng ta đổ móng hay gọi là chúng ta xuống móng á, hay là chấn trạch, thì chúng ta lúc đấy chúng ta làm lễ bồi hoàn long mạch luôn, sử dụng cái bộ hoàn long mạch của phong thủy Tam Nguyên, thầy Tam Nguyên mới cho ra ấy, để mà chúng ta tiến hành là hoàn long mạch lại thì nó sẽ tốt hơn. Thì nếu như cái nhà của bạn mà trước đây chúng ta động thổ làm nhà mà chưa có hoàn long mạch, thì đến bây giờ thì bạn cũng có thể là ứng dụng cái phương pháp hoàn long mạch ở phần phía bên trên, thông qua cái việc là sẽ có cái phần hướng dẫn, sẽ có phần hướng dẫn cụ thể về cái việc hoàn long mạch, giống như cái việc ở nhà của bạn ở đây giống như việc nhập trạch rồi ạ, nhưng mà chưa hoàn long mạch, thì chúng ta sẽ có những cái nghi thức liên quan đến tẩy uế và hoàn long chứ không phải là hàn. Đứt làm sao được long mạch mà đòi hàn, đúng không ạ? Không có việc hàn long mạch, do đó là bảo là bị đứt long mạch như kia, cái thứ khỏi đứt không đứt được đâu, đứt đâu. Long mạch chính ấy, thường nó sẽ dồn về những nơi cơ yếu ở một khu vực, ví dụ như là nó dồn về một cái đình, một cái đền hoặc là cơ quan công quyền, và nếu bị đứt long mạch thì cả làng nó hẹo, chứ không phải là nhà bạn được. Do đó khi chúng ta động thổ làm nhà nó chỉ bị tổn thương thôi và chúng ta cần phải bồi hoàn thôi, chứ không có cái nhé. Bạn Hoài Thương nhé, quay sang bên này tí nào. Bạn Phạm Hà Đông có câu hỏi, là cho mình hỏi là hướng 178 độ có ngã ba tại Thìn thì có cách nào hóa giải không? 178 độ có tại Thìn có cách nào không? Về cơ bản rằng là bạn đã xét đến cái yếu tố về 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 sát long trong long sinh bát sát. Hướng nhà bạn 178 độ hướng nam đúng không? 178 độ hướng nam. Thì tọa là tọa bắc hướng nam, người ta gọi là tọa khảm hướng ly đúng không ạ? Khảm thì sát ở long, tức là sát ở thìn. Do đó tại phương thìn mà có ngã ba ngã bảy như thế có cách nào hóa giải không ạ? Thì về cơ bản là đối với sát theo loan đầu thì người ta sát theo loan đầu tính theo lý khí, người ta tính sát của hoàng tuyền và sát theo long sinh bát sát. Sát theo hoàng tuyền thì người ta còn có thể lập huyền quan để người ta hóa giải được, chứ sát theo bát sát thì chỉ có thể lập hướng theo hướng khác, mà nếu không lập hướng được thì chịu, khó hóa giải lắm, khó hóa giải lắm. Đấy, về cơ bản rằng là cái đấy là hình thế sát nó cố định rồi, bởi vậy cho nên rằng là cái yếu tố sát nó ảnh hưởng trực tiếp, nếu không lập được cái hướng khác thì chịu, không hóa giải nổi, tốt nhất nên bán, nên bán. Anh Trần Triệu chào bạn, mình muốn tư vấn kỹ hơn thì gặp ở đâu? Chúng em có ba cái văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tại Đà Nẵng. Anh có thể đến một trong ba văn phòng đấy. Tại Hà Nội anh đến tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội. Tại Đà Nẵng anh đến tòa nhà ngân hàng ACB ở tầng 12, số 218 đường Bạch Đằng, ở phường Phước Ninh, thành phố Đà Nẵng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh anh đến 778-5 đường Nguyễn Kiệm, Thành phố Hồ Chí Minh. Cái này thì các bạn trợ lý bạn sẽ nhắn địa chỉ lại cho anh để anh có thể nắm được nhé. Tùy theo vị trí địa lý anh có thể đến một trong ba văn phòng trên, thì anh có thể cung cấp số điện thoại để các bạn trợ lý liên lạc, hoặc là các bạn sẽ nhắn số điện thoại qua cho anh để anh có thể gọi trước xem là anh đặt lịch hẹn đến văn phòng nào, thì các bạn sẽ hỗ trợ tư vấn cho anh. Vâng, ok, cảm ơn anh Hiệu. Đấy, mọi người cứ đặt những câu hỏi mà thoải mái ra nhé, đặt những câu hỏi về cơ bản rằng là những câu hỏi của các anh chị về cơ bản em giải đáp, sẽ cố gắng giải đáp tận tình và chi tiết nhất để các anh chị có thể hiểu được. Còn lại thì đôi khi thầy Tam Nguyên rất muốn trả lời nhưng mà thời gian hữu hạn, do đó là chưa trả lời ngay các cô chú anh chị được, thì cứ hỏi trợ lý chúng em thôi, yên tâm. Còn lại thì cần sự tư vấn trực tiếp của thầy Tam Nguyên em, thì các bạn trợ lý sẽ sắp xếp lịch để mà các anh chị lên văn phòng, hoặc là thầy Tam Nguyên sẽ về khảo sát nhà các cô chú anh chị, yên tâm thoải mái. Còn các câu hỏi cơ bản như thế này thì hỏi đội ngũ trợ lý chúng em hoàn toàn giải đáp các anh chị được. Một tuần sẽ cố gắng giữ lịch 1-2 buổi livestream để mà chia sẻ giải đáp, thì sẽ dễ dàng giúp các cô chú anh chị hiểu rõ hơn những cái quan điểm.
Tại vì sao lại là quan điểm? Đối với phong thủy là bộ môn khoa học, nó giống như toán lý hóa ấy. Nó là bộ môn khoa học, do đó rằng là nó đã hình thành những quan điểm thì nó sẽ có đúng hoặc là sai. Nó sẽ có đúng hoặc sai, và cố gắng chúng ta ứng dụng những cái kiến thức đúng thì nó sẽ giúp cho chúng ta lựa chọn kiến thức đúng này, ra những quyết định đúng này, và làm nó hiệu quả nó đúng, chứ tránh cái việc là tìm hiểu sai thông tin và nhận thức sai, ra những quyết định sai và làm cũng cùng sai rồi quay ra sửa thì rất là mệt. Rất nhiều cô chú anh chị chia sẻ rằng là trước đây tôi cứ tưởng thế này thế kia, sau khi mà nghe thầy Tam Nguyên và các đội ngũ trợ lý chia sẻ thì tôi mới hiểu ra thế này, bây giờ tôi muốn sửa lại thế này đấy. Chúng ta thấy khá vất vả đúng không ạ? Vất vả lắm, làm một cái nhà đã khó rồi, bây giờ quay ra sửa thì còn khó hơn. Thậm chí có những cái nhà mà cô chú chị tự tìm hiểu những lý thuyết về phong thủy, tự làm đến nỗi mà xong rồi, gần xong rồi, hoặc là nhập trạch vài ngày thì mới biết phong thủy Tam Nguyên, mà gọi mời thầy Tam Nguyên về, thầy Tam Nguyên về xem, mà cũng cảm thấy rất ngao ngán với cái nhà đấy, bởi vì nó sai phạm nhiều quá. Do việc kiến trúc sư thì cũng không có nắm được phong thủy, gia chủ thì kiến thức chắp vá, lại còn hên xui là gặp phải ông thầy bà đã dọa dẫm linh tinh, đưa ra những kiến thức vớ vẩn, thành ra là càng lo lắng thêm. Cuối cùng ứng dụng sai bét tè lè nhè, chỉ vất vả thôi, sửa lại mệt lắm. Do đó là chúng ta nắm được những quan điểm đúng, những cái quan điểm chính phái, chúng ta thấy là phong thủy là bộ môn rất dễ ứng dụng và nó khoa học thì dễ hơn. Đấy, có các cái cấp độ liên quan đến việc học phong thủy thì các cô chú anh chị chú ý. Cấp độ 1 là các cô chú anh chị học để trở thành master phong thủy, tức là trở thành một phong thủy sư ấy. Thì cái này học nó vất vả lắm, tốn rất nhiều thời gian. Ví dụ thầy Tam Nguyên chẳng hạn, thầy em học đến bây giờ ứng dụng tiếp xúc với các bộ môn văn phương đông, tử vi bát tự tứ trụ, rồi về phong thủy, rồi là về các bộ môn dịch học, cũng như là về tướng số, cho đến bây giờ nghiên cứu thì cũng được hơn 15 năm. Mà ngày nào cũng sẽ nghiên cứu về nó, ngày nào cũng tác động về nó, ngày nào cũng có sự update thông tin, học hỏi thêm kiến thức về nó và ứng dụng thực tiễn bằng cách là tư vấn, kiểm nghiệm thực tế, thì những kiến thức nó mới trở nên là đi vào trong cái con người mình được. Đấy thì người ta gọi đấy là học theo master. Thứ nhất, cô chú anh chị mà muốn học để đi vào cái bản chất của phong thủy ấy, thì hãy dành ra 5 năm không làm gì cả, chỉ học phong thủy thôi. Sau đó tầm sư học đạo rồi xuống núi ấy, bắt đầu mới đi hành nghề, kiểu thế. Thì vất vả lắm, đúng không ạ? Góc độ thứ hai là các cô chú anh chị cứ đọc. Cấp độ thứ hai là học theo kiểu là ấm à ấm ương, tức là học mà chắp vá thông tin ấy, là tự đọc ở trên mạng, tự đọc ở trên Google, tự đọc ở trên mạng theo kiểu rằng là tôi tuổi này, tôi tuổi kia thì hợp hướng nào. Đấy, rồi là tôi tuổi này tôi tuổi kia thì đặt bếp xoay hướng nào đấy kia cái thứ, tất cả những cái, hay là tôi tuổi này tuổi kia thì chọn nhà hướng nào hợp, chọn tuổi nào hợp đấy cái thứ, chọn mấy, đọc mấy thông tin trên đấy nó ào ào lắm, nó không có chính xác. Nếu các cô chú mà muốn tự đọc mà để chiêm nghiệm, tốt nhất là mua sách về đọc, chứ đọc ở trên mạng thì nó vô vàn. Hoặc nếu đọc trên mạng thì cần phải biết lựa chọn những cái trang uy tín để mà chúng ta đọc những kiến thức, chứ đâu là đọc những thông tin trên mạng chắp vá vào thì nó chỉ tẩu hỏa nhập ma thôi, đau đầu lắm, mà cuối cùng toàn nghĩ sai, ra quyết định sai, kết quả sai, đúng không ạ? Thì thay về đấy thì các cô anh chị học ở cấp độ thứ ba nhưng mà vẫn thông minh, đó là học những quan điểm đúng để chúng ta có khả năng, đó là minh định, tức là khả năng định ra được những cái kiến thức đúng để mà chúng ta ra quyết định trong cái việc làm các cái ứng dụng phong thủy nó trở nên tốt hơn. Và chúng ta minh định được thì chúng ta cũng biết đâu là chân sư và đâu là thầy bà vớ vẩn, đúng không ạ? Đâu chân sư, đâu thầy bà vớ vẩn. Giống như phong thủy Tam Nguyên thì luôn luôn căn cứ vào những cái thông tin rất rõ ràng để mà tư vấn phong thủy các cô chú anh chị, chứ không có cái kiểu trò mà ngồi đây xong rồi bói bài rồi ngồi đây xem lòng bàn tay rồi ngồi đây xem tướng này kia các thứ xong rồi phán âm phần mồ mả này kia, nhà anh chị thế này thế kia, tất cả những trò đấy là vớ vẩn hết. Do đó rằng là chúng ta nắm được những quan điểm đúng thì ứng dụng phong thủy nó dễ hơn, nó thuần chất hơn và nhẹ nhàng hơn. Còn lại thì là mỗi người có một em cho rằng là mỗi người có một cái chuyên môn riêng, mỗi người có một cái học thuật riêng và mỗi người có một cái năng khiếu riêng. Do đó rằng là những cái gì mà chúng ta không biết thì thuần nên chúng ta nên lựa chọn sự tư vấn từ chuyên gia, chứ chúng ta tìm hiểu để chúng ta tìm hiểu ở góc độ đây, chúng ta tìm hiểu những quan điểm đúng và chúng ta minh định được cái nào đúng cái nào là sai để chúng ta ứng dụng nó tốt. Còn lại thì nên có sự nhờ cậy từ phía chuyên gia tốt hơn. Ngay cả phong thủy Tam Nguyên chúng em thấy, chúng em nghiên cứu về phong thủy thì chúng em có sự tự tin về kiến thức phong thủy, chứ chúng em không phải là Mr. Biết Tuốt, tức là không phải cái gì cũng biết. Do đó rằng là về y học phương Tây chẳng hạn, ví dụ như mình bị ốm đau thì tốt nhất là gặp bác sĩ, đặt hết niềm tin vào bác sĩ để bác sĩ chữa, chứ lại ngồi đấy mà đòi biết được hết thì giỏi quá, đúng không ạ? Do đó là mỗi người một chuyên môn, mỗi người một năng lực chuyên sâu, và cái gì chúng ta biết thì chúng ta tự làm, cái nào không biết chúng ta nhờ chuyên gia thì cái đấy sẽ dễ dàng hơn.
Đấy, do đó bộ môn phong thủy về cơ bản nó không khó học nhưng mà nó phải dành rất nhiều thời gian, dành rất nhiều thời gian. Anh Lê Khắc Lợi câu hỏi là tôi muốn làm thêm phòng ở khu vực sân phơi thì có được không theo chương trình? Về cơ bản rằng là anh muốn làm cái nhà ở khu vực sân phơi, chắc ở đây là trên sân thượng đúng không anh? Trên sân thượng anh có một cái mảng sân phơi, bây giờ anh muốn dựng một cái nhà, dựng lên một cái phòng ở trên đấy, thì về cơ bản đánh giá là được hay không được á, thì chúng em vẫn cần phải căn cứ vào cái bản vẽ công năng thực tế của cái nhà anh hiện tại, tức là hiện trạng cái nhà anh hiện tại nó như thế nào, để em xem được rằng là cái phần sân phơi đấy phía bên dưới của công năng sân phơi đó đang là cái gì đấy, và tính toán xem là cái mục đích sử dụng thêm một cái phòng đấy của anh là phòng gì. Về cơ bản nó là phòng kho hay là phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình, hay là phòng cho khách, hay phòng đấy là thành phòng sinh hoạt chung, hay phòng đấy là phòng vui chơi giải trí, hay phòng gì, thì chúng em mới có thể tính toán tư vấn cho anh được. Còn đâu bảo có xây được hay không thì xây bình thường, nhưng mà xây được hay không ấy, thì lại phải căn cứ vào năm tháng ngày giờ để mà tu tạo sửa chữa, vì rằng là cái nhà của anh ở đây là nhà đang ở rồi, bây giờ anh muốn tu tạo như thế thì có làm được không. Bảo là được thì được hay không được ấy, thì nó phải căn cứ vào cái phương vị nơi cái sân phơi đấy nó đang là phương vị gì so với cái nhà, để tính toán rằng là theo cái khai sơn tu phương lập hướng vào mỗi một năm để xem rằng là cái khu vực đấy nó có tu tạo sửa chữa được hay không, khu vực đấy nó có tu tạo sửa chữa được hay không thì mới quyết định được là có sửa được hay không. Đấy, nếu như cái phương đấy mà nó năm nay đã bị sao hung tinh nó đào đến thì không sửa được, không sửa được thì không nên sửa mà để năm khác sửa, mà nếu sửa được thì phải chọn tháng nào vượng để mà sửa, năm tháng ngày giờ nào để sửa, văn khấn nghi lễ như nào để sửa. Thì cái này là anh lợi nhé, anh cần cung cấp những thông tin như sau. Thứ nhất, một là bản vẽ công năng hiện trạng của ngôi nhà của anh có thể vẽ lại bằng tay, hoặc là ngày xưa anh thiết kế nhà anh có anh có thể gửi lại. Hai là hướng nhà anh là bao nhiêu độ, hướng nhà anh đo bằng ứng dụng la bàn Việt, hoặc là anh mua la kinh Ngọc Phúc Đường anh đo xem là bao nhiêu độ. Và cái thứ ba đó là năm sinh các thành viên gia đình anh, thì chúng em có thể tư vấn tính toán cho anh được khu vực sân phơi đấy anh có nên xây không, và anh xây đây anh xây công năng gì. Đấy, phòng ngủ thì lại phải tính toán đến vị trí đầu giường ngủ như thế nào, sắp xếp các đồ đạc bên trong nó hợp lý. Nếu phòng vui chơi giải trí thì nó lại khác, phòng tập thể dục lại khác, phòng kho lại khác, hiểu thế. Anh Tuấn Lê có câu hỏi hỏi phong thủy sinh con, ok anh đặt câu hỏi chi tiết cụ thể để mà phong thủy thành viên tư vấn cho anh kỹ hơn. Anh Minh Quang Nghiêm có câu hỏi là chào thầy, nhà tôi tọa bắc hướng nam 195 độ, phòng khách hướng đông nam, bếp tây bắc, phòng thờ tây nam, cổng tây nam, nhà xây năm 2009, anh sinh năm 72 nhâm tý, vợ 76 bính thìn, thầy cho hỏi như thế kết cục như thế có được vượng hay không. Về cơ bản là phong thủy nó em đọc ở đây thì cũng mường tượng ra được cái cách cục nhà anh, nhưng mà phải đặt bút và vẽ lại đã thì nó mới ra được cụ thể. Chứ còn đâu rằng là anh phong thủy như này thì gọi là phong thủy tả, thì phong thủy tả thì nó không chính xác được, nó như thầy bói xem voi ấy anh Nghiêm ạ. Do đó rằng là anh đã, nếu như nhà anh mà hồi xây như này anh đã rõ ràng cái cách cục ngôi nhà này thì anh có thể vẽ lại bằng tay, hoặc là anh có cái bản vẽ công năng mặt bằng á, thì anh gửi qua phần tin nhắn cho các bạn trợ lý, các bạn ấy nắm được cụ thể thông tin đã, sau đó tư vấn anh kỹ hơn anh Nghiêm nhé. Cần phải có các thông tin thì đấy, ba thông tin anh đủ rồi, thì hướng nhà bao nhiêu độ này, bản vẽ công năng thực tế này, và cái thứ ba năm sinh các thành viên trong nhà chúng em mới có thể tư vấn được. Thì anh vẽ lại bằng tay, hoặc là anh lấy cái bản vẽ ngày xưa kiến trúc sư vẽ cho anh gửi qua, thì em mới tính toán được xem là các cái khối công năng như nào, có bị phạm hay không. Về cơ bản anh mô tả ở đây thì mới biết là các cái vị trí khối công năng đặt ở phương nào trong nhà, chứ đâu đi vào chi tiết từng cái một thì nó phải tính toán kỹ nữa. Ví dụ chẳng hạn về cơ bản ở đây nhà anh hướng nam 195 độ, tức là tọa bắc hướng nam, thì anh bảo là cái nhà cái phòng khách anh ở bên phương đông nam đúng không ạ, thì cho em lúc này phải tính toán xem là cái phương đông nam nó cửa nhà anh có mở vào phương thìn hay không. Bởi nếu như cái nhà anh mà tọa bắc hướng nam mà cửa mở vào phương thìn thì đây là một trong những cái phương rất là xấu, phương sát, do đó rằng là ở cái ngôi nhà này nó sẽ không vượng, về cơ bản là như thế. Nhưng mà còn nó các khối công năng khác, bếp núc đang đặt ở đâu, nhà vệ sinh đang đặt ở phương nào thì phải có bản vẽ, sau đó thì đội ngũ trợ lý sẽ đặt thước lập cực vào để phân tâm cục vị ra, tính toán các vị trí thần sát xem là phương bắc là phương 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 tý ấy, là phương bản mệnh của anh nó có đang đặt vào công năng gì hay không, hay là phương thìn là phương đông nam của vợ anh nó đang đặt vào công năng gì hay không, nó có bị xung phạm gì hay không. Rồi là nhâm thì lấy lộc ở hợi, rồi xem là phương tây bắc phương hợi thì nó có bị phạm gì hay không, hay là bính thì lấy lộc ở tỵ xem ở phương tỵ nó có bị phạm gì hay không. Rồi là phương quý nhân của anh là phương mão và phương
phương phương phương phương phương Mão và phương Tị, xem là cái phương Tị đấy nó có được gọi là cái bị phạm gì không, gọi phương quý nhân của anh đấy, rồi là phương Hợi và phương Dậu là phương quý nhân của chị thì nó có bị phạm gì không. Thế này phải tính toán nhiều cái lắm, thì phải trên bản vẽ thì mới thể đánh giá được, thì anh gửi cái bản vẽ qua nha. Đấy, thì chúng em mới tính toán đánh giá được kỹ hơn. Chị Hằng Nguyễn Thị đặt câu hỏi là chồng em tuổi Giáp Tý, vợ tuổi Canh Ngọ ở nhà hướng Bắc có tốt không? Xét theo định long tam hợp phái thì về cơ bản rằng là đối với tuổi của gia đình bạn như thế thì nhà bạn Hằng bao gồm tuổi Giáp Tý, chồng, vợ là Canh Ngọ thì nên chọn cái nhà đó là hướng Đông Nam thì nó vượng với cả hai vợ chồng hơn. Nhớ chọn cái hướng Đông Nam, cái này theo kiến thức của định long tam hợp phái chứ không phải là theo mấy hướng là diên niên sinh khí ngũ quỷ tuyệt mệnh họa hại gì đâu nhé. Đấy, chọn cái hướng Đông Nam thì nó sẽ vượng hơn nha, chọn hướng Đông Nam. Như vậy cơ bản là Đông Nam nó có đắc cục hay không thì phải khảo sát thì mới biết được, chứ lý thuyết thì là như thế chứ đâu là phải khảo sát mới ra được cụ thể. Nhưng mà về cơ bản ở đây là tuổi của chồng bạn 84 Giáp Tý, vợ bạn là Canh Ngọ thì về cơ bản tuổi của vợ chồng bạn rơi vào cặp thiên khắc địa xung, tức là Giáp xung Canh và Tý xung Ngọ. Thì với cơ bản rằng là hai vợ chồng cố gắng là 2021 Tân Sửu đẻ được một đứa con thì nó hóa giải cái việc tuổi hai vợ chồng xung khắc này nó tốt hơn. Đẻ được đứa 2021 Tân Sửu nhé, thì với cơ bản nó sẽ tốt. Tân Sửu lấy Sửu là thiên ất quý nhân của bố, cũng như rằng là Tân thì lấy lộc ở Ngọ, trong mẹ lại là thiên ất quý nhân của đứa con. Còn đâu rằng là chọn hướng Đông Nam mà ở nhé. Anh tuổi Giáp Dần, vợ anh định anh tuổi Giáp Dần vợ Đinh Tị 74 đúng không ạ, và 77 ở nhà hướng chính Tây có bị xung hai vợ chồng không? Vẫn một câu hỏi kinh điển, đó là tôi ở nhà hướng này nó xấu với tôi không, xấu với vợ tôi không. Đấy, anh có nick Facebook là khoai bú sữa, không phải lo nhá, không có khái niệm nào rằng là hướng xấu với tuổi đâu. Bởi vậy cho nên rằng là tuổi của anh tuổi Giáp Dần, vợ anh tuổi Đinh Thị thì hai vợ chồng không biết là con trai anh thì năm bao nhiêu, nhưng mà hai vợ chồng này thì chọn hướng Đông Nam hoặc là hướng Tây Nam ở thì nó sẽ tốt hơn. Đông Nam hoặc Tây Nam ở. Còn hướng Tây á, hướng Tây thì về cơ bản rằng là hướng chính Tây thì về cơ bản rằng là nó đối với hai vợ chồng anh thì nó không có vượng, nhưng mà nó cũng không có xấu gì cả nhé, không có cái hướng nào là xấu với tuổi cả, không có hướng ngũ quỷ diên niên sinh khí, không có hướng nào ngũ quỷ tuyệt mệnh hòa hại lục sát gì đâu, bỏ qua mấy kiến thức đi, học mấy kiến thức đấy đau đầu lắm nhé. Đọc sách thì các anh chị đọc những sách nào phong thủy chính phái ấy. Đấy, đọc Hiệp Kỷ Biện Phương Thư, đọc Địa Lý Diệu Ngũ Quyết. Đấy, đọc những cuốn đấy thì về cơ bản nó cho mình những kiến thức phong thủy cơ bản rồi bắt đầu hình thành ra. Chứ đâu là nó không có cái kiểu nào mà hướng ngũ quỷ tuyệt mệnh hoa hại gì đâu, đừng có đọc mấy cái đấy đau đầu ốm đấy. Nhớ, Giáp Dần với Đinh Tị, anh chị chọn hướng Đông Nam hoặc Tây Nam ở thì nó sẽ tốt hơn, không có hướng nào xung với hai vợ chồng cả, luyên thuyên linh tinh vớ vẩn đúng không ạ? Anh Lê Vy Vũ đặt tiếp câu hỏi là khi khảo sát loan đầu các yếu tố xung quanh ngôi nhà bị sát thì các sát đó người ta gọi chung là gì? Đấy, có tài liệu nào về nói về các sát hay không? Về cơ bản rằng là khi mà đi khảo sát loan đầu thì thầy khảo sát loan đầu thì dĩ nhiên là loan đầu là những cái yếu tố về hình thế phía đằng trước ngôi nhà đúng không ạ? Đấy, là những cái yếu tố liên quan đến hình thế phía trước ngôi nhà thì gọi loan đầu, xung quanh ngôi nhà người ta gọi đấy loan đầu, hình thế xung quanh ngôi nhà trước sau trái phải đúng không ạ? Chu tước huyền vũ thanh long bạch hổ người ta đều phải xét cả. Thế thì cái việc mà các cái yếu tố sát ở phía bên ngoài đấy thì dĩ nhiên nó vẫn cần phải luận giải theo cả lý khí và loan đầu để mà luận giải. Ví dụ là xét theo loan đầu những cái mà chúng ta có nhìn thấy ngay, ví dụ như đường nó đâm thẳng vào nhà, hoặc là cả một cung đường nó lia vào nhà, hoặc là cái góc nhọn của nhà xóm nó đâm vào nhà, hay là bước vào nhà nhìn thấy cái mái nhà xóm hỏa hình sát, hay là cái kính của nhà trước nó hắt sáng vào thế này thế kia, hay là hai cái khe của cái nhà, hai khe nhà đối diện cửa nhà mình lọt vào cái khe đấy gọi thiên trảm sát, thì những cái sát đấy là sát theo loan đầu mình có thể nhìn thấy ngay. Còn nó có những cái sát tính theo lý khí là phải xét hoàng tuyền, xét bát sát, xét đủ cái thể loại trên đời thì mới có thể là tính toán được đúng không ạ? Xét theo tuế phá, xét theo thái tuế này kia các thứ, các thần sát quan trọng để mà xem là cái phương đấy nó ra làm sao. Thì về cơ bản cái đấy gọi là hình thế sát đấy gọi là ngoại sát khí nhé. Các cái sát ở phía bên ngoài người ta gọi là ngoại sát khí, về cơ bản có cái tài liệu nào để đọc nó không thì cũng có nhiều sách phết đấy. Đấy, thì anh cũng tìm các cái sách liên quan đến về cơ bản là phong thủy kiến trúc, những cái sách liên quan đến kiến trúc phong thủy thì về cơ bản nó cũng luận giải những cái hình thế cơ bản như thế. Còn lại thì đối với phong thủy Tam Nguyên chúng em có một cái tài liệu sưu tầm nội bộ liên quan đến bách sát, thì tổng hợp rất nhiều các loại sát khác nhau.
để mà ứng dụng. Thì nếu mà có cái dịp nào đấy mà thầy Tam Nguyên chia sẻ thì chúng em cũng sẽ tiến hành là cho in ấn phát hành cái cuốn sách Bách Sát đấy, thì nó sẽ nhiều cái yếu tố, nó sẽ nhiều cái kiến thức hơn, nhiều kiến thức hơn. Còn các cái sát theo Loan Đầu người ta gọi là ngoại sát khí nha. Bạn Hoài Thương hỏi là bây giờ mình bồi hoàn long mạch đúng không, nhà hiện tại chưa có ban thờ gia tiên đấy. Lại chưa có thờ ở táo bếp luôn, mình muốn bốc bát hương để thờ cúng, bốc bát hương vào mùa hè mùa hè nóng được không, nhà mình hướng bắc bếp hướng mà hướng nam. Rồi bạn Hoài Thương ơi, về cơ bản rằng là ở đây là bạn bảo là bồi hoàn long mạch đúng không, thì với bạn được lựa chọn cái năm tháng ngày giờ, lựa chọn năm tháng ngày giờ để mà không nghe được. Một cái máy này lại không nghe được à? Các anh chị đang xem ở bên tư vấn kiến trúc phong thủy Tam Nguyên lại không nghe được ạ. Các anh chị vui lòng thế thì ghé qua bên page phong thủy Tam Nguyên Tam Hợp Phái để xem nhé. Chắc là cái thiết bị máy này của em nó lại bị thế nào đấy mà nó không 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 bắt được tiếng. Đấy. Quay lại với câu hỏi của bạn Hoài Thương, đó là bây giờ hoàn long mạch đúng không? Đúng rồi, bây giờ hoàn bồi và tiến hành làm lễ bồi hoàn long mạch hoàn toàn được, chọn năm tháng ngày giờ để mà tiến hành thực hiện lễ bồi hoàn long mạch này, thì đội ngũ trợ lý sẽ tư vấn cho bạn Hoài Thương kỹ hơn, bạn để lại số điện thoại để các bạn để tư vấn kỹ hơn cho. Bốc bát hương nhà chưa có ban thờ thờ táo thì về cơ bản là cũng không cần nhất thiết phải thờ ban thờ táo riêng đâu. Thờ táo người ta gọi là thờ Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân, thì với cơ bản táo phủ thần quân thì thờ chung ở cái bát thần linh ở bên trên nhà rồi, chứ nó không nhất thiết cần phải thờ cái ban thờ dưới táo ở dưới bếp nữa. Về cơ bản bếp thì nấu nướng thì mùi mẫn rồi là chặt chém này kia các thứ, rồi là mỡ màng, rồi là các cái nó không được sạch sẽ. Táo phủ thần quân chúng ta thờ chung ở cái bát thần linh ở phía bên trên rồi, chúng ta không cần phải thờ riêng thêm một cái bát thờ táo đâu. Đấy, không cần phải đâu, không cần phải thờ riêng như thế nữa đâu. Đấy. Các cái vị trí khác như là nhà hướng bắc, rồi là bếp mặt hướng nam, lưng hướng bắc này kia, lạp lạp lạp, những cái đấy thì chị bạn Hoài Thương ạ, bạn gửi cái mặt bằng công năng thiết kế của ngôi nhà qua phần tin nhắn cho các bạn trợ lý để các bạn ấy tư vấn kỹ hơn cho, chứ tất cả những cái bếp biếc này các thứ nó không phải xét theo hướng đâu, nó là tính toán theo vị trí. Vị trí này thì phải đặt thước lập cực vào thì mới có thể tính toán được vị trí nó có tốt hay không, chứ không phải là theo hướng nhất cái thứ đâu. Đấy. Thì tất cả những cái mà liên quan đến phong thủy làm nhà, sau này các cô chú chị hay là người thân có cơ hội mà làm nhà thì tốt nhất là bảo họ rằng là hãy liên hệ phong thủy Tam Nguyên để mà được tư vấn, và sau đó thì trả cái bộ hồ sơ liên quan hồ sơ tư vấn phong thủy này sẽ chính xác hơn. Cái hồ sơ tư vấn phong thủy này thì cũng sẽ có cái sự bố trí tất cả công năng nó được hợp lý, và cần phải đặt kích thước, đặt được cái thước lập cực đây này. Kích thước là như này này. Đấy, đây là một cái bản vẽ, và sau đó để đặt cái thước này lên thì mới có thể tính toán được cái việc là cái bếp đang nằm ở vị trí nào, ngôi nhà tọa hướng như thế nào, thì mới có thể đánh giá được cái việc là cái bếp đặt thì nó có được vượng hay không, chứ không phải rằng là hướng bếp hướng nam, người quay lưng hướng tây thì kia các thứ, nó không phải như vậy đâu. Đấy. Thì với các bạn bạn Hoài Thương, bạn để thêm số điện thoại để mà các bạn ấy tư vấn kỹ hơn cho nha. Đấy, bồi hoàn long mạch vào năm tháng ngày giờ nào, các bước thực hiện như nào, các bạn sẽ hướng dẫn chi tiết cho. Chị Thiệp Cưới Mai Chi có câu hỏi là chào bạn, chồng 1982 Nhâm Tuất vợ 84 Giáp Tý, nhà hướng Đông Nam năm 2020 làm nhà được không? Về cơ bản rằng là xét theo Định Long Tam Hợp Phái thì đối với hướng nhà Đông Nam nó hoàn toàn phù hợp với lại tuổi của chị và tuổi của anh luôn. Tức là hai vợ chồng là 84 Giáp Tuất và 82 Nhâm Tý và 84 Giáp Tý, 82 Nhâm Tuất và 84 Giáp Tý ở nhà hướng Đông Nam, về cơ bản xét theo Định Long Tam Hợp Phái thì ở hướng này gọi là hợp long. Đấy, bây giờ chúng ta xét theo vận. Thì với các bản Đông Nam năm nay á, thì vận khí của nó cũng không có được cái sự đắc lợi cho lắm. Không có sự đắc lợi cho lắm, cho nên là làm nhà thì cũng được. Nhưng nó có các thời điểm làm, thứ nhất là làm vào tháng 4 âm lịch, là cái tháng vượng ấy, tháng 4 này qua mất rồi. Có một cái thời điểm tháng khác nữa để chị làm, là làm vào tháng 9 âm lịch hoặc là sau Đông Chí, tức là sau tháng 11 âm ấy, sau Đông Chí. Do đó chị còn một cái thời điểm nữa là tháng 9 âm lịch để chị động thổ chị làm. Nhưng về cơ bản Đông Nam thì nó bao gồm 3 sơn hướng là Thìn Tốn Tỵ. Đông Nam nó bao gồm 3 sơn hướng là Thìn Tốn Tỵ. Do đó rằng là phải xem cụ thể ở Đông Nam nhà chị là bao nhiêu độ, hướng đấy là rơi vào hướng Thìn hay hướng Tốn hay hướng Tỵ thì mới có thể là quyết định là có nên làm hay không. Đấy. Nó có nên làm hay không. Và làm vào tháng nào thì chị cần cung cấp thêm cái độ số của hướng nhà là bao nhiêu độ. Hoặc nếu không á thì cô chú anh chị chúng ta vui lòng là tiến hành là
Nếu không thì chúng ta tiến hành là tải ứng dụng tên là La Bàn Việt. Chúng ta tải ứng dụng tên là La Bàn Việt về máy nhé. Các cô chú chị chúng ta tải cái ứng dụng La Bàn Việt về máy và sau đó thì mở ứng dụng La Bàn Việt đi ra. Đây. Ứng dụng La Bàn Việt đó là ứng dụng này. Ừ. Các cô chú anh chị chúng ta tải ứng dụng tên là La Bàn Việt về máy điện thoại. Sau đó thì tiến hành là đây này. Ứng dụng này này. Đấy, chúng ta cả ứng dụng của CS Play tức là trên điện thoại Android hoặc là iOS tức là iPhone thì đều có ứng dụng này cả. Chúng ta gõ La Bàn Việt và sau đó chúng ta tải cài đặt về máy để chúng ta đo xem là hướng nhà bao nhiêu độ. Thì các cô chú anh chị sẽ thấy rằng là ở bên dưới của cái mặt la bàn nó có cái dòng số này này. Đây gọi là tọa độ GPS. Đấy, cái tọa độ GPS này chúng ta chỉ cần giữ ngón tay vào đây, đúng không ạ? Thì nó sẽ báo đấy, nó sẽ báo hiện lên một cái là đã lưu vào bộ nhớ tạm, đã sao chép vào 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 bộ nhớ. Thì chúng ta chỉ cần là vào cái phần tin nhắn hoặc là vào cái phần Zalo, chúng ta dán cái dòng tọa độ đấy, vào phần tin nhắn và sau đó thì gửi cho đội ngũ trợ lý thì các bạn cũng sẽ có cái tọa độ GPS để các bạn hỗ trợ các cô chú chị đo hướng lại cho nó chính xác. Còn lại thì chúng ta sử dụng cái ứng dụng La Bàn Việt để chúng ta đo hướng thì mới có thể là quyết định chính xác được hay không. Đấy. Hồ sơ thiết kế phong thủy của công ty mình có làm giấy phép xây dựng được hay không? Về cơ bản rằng là làm được chị ạ. Đấy. Thì bên địa chính bên 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 địa chính bên bên địa chính cấp phép xây dựng nó cần phải thông qua đó là thứ nhất là bản vẽ mặt bằng công năng thiết kế, cái thứ hai là mặt cắt và cái thứ ba nó là cái phối cảnh cơ bản của ngôi nhà. Thì chị hoàn toàn có thể là cái bộ hồ sơ thiết kế công năng phong thủy nó có 12 cái hạng mục đấy, để mà xử lý chủ yếu là đến cái yếu tố phong thủy. Còn đâu là xin cấp phép xây dựng thì chị cũng có thể là triển khai thêm cái gói là hồ sơ thiết kế cơ sở của phong thủy Thái Nguyên để xin cấp phép xây dựng, hoặc là chị căn cứ vào cái mặt bằng công năng của phong thủy Thái Nguyên này để làm việc ở bên địa chính, để mà cái đồng chí địa chính ở đấy các đồng chí sẽ chủ động để làm cái hồ sơ cấp phép xây dựng cho chị cho. Bao nhiêu tiền đấy thì đồng chí sẽ báo cho chị biết và sau đó thì đồng chí sẽ chủ động làm cái hồ sơ thiết kế cấp phép xây dựng cho chị để mà nó dễ dàng đấy. Chứ về cơ bản rằng là cũng 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 tùy mỗi nơi thì cái nguyên tắc cũng như là những cái tiêu chí về cấp phép xây dựng của họ khác nhau thì chị cứ làm việc với địa chính ở địa phương đấy thì sẽ làm tốt nhất. Đấy, hỏi xem là bây giờ chị muốn làm cái nhà này, từng đây tầng mặt bằng ở bên chị sẽ làm như này thì chú tiến hành là làm hồ sơ cấp phép xây dựng giúp chị. Đấy, thì đồng chí sẽ báo chị là bao nhiêu tiền, sau đó thì chị đàm phán các thứ rồi đồng chí sẽ làm cho. Bạn Hoàng Hưng có câu hỏi đó là gia đình em muốn sửa lại nhà thì có gia đình em có sửa lại nhà thì có thể nhờ thầy Tâm Viên giúp được không ạ? Nhờ thầy thiết kế lại bố cục của ngôi nhà và các phòng được không? Bố em sinh năm 73. Đấy, Quý Sửu mẹ sinh năm 76 Bính Thìn ở nhà hướng Nam có được không? Đối với về cơ bản rằng là cái việc mà tu tạo sửa chữa này thì đúng là đúng rồi chị Thiệp, cưới Mai Chi tích hợp cả phong thủy và thiết kế bộ hồ sơ chính xác rồi. Đây nhé, trong cái bộ hồ sơ của phong thủy Nguyên bên em gửi về, ngoài cái bộ hồ sơ thiết kế này, ngoài cái bộ hồ sơ khi mà chúng em triển khai ấy, lập hồ sơ phong thủy nhà chị ấy, thì ngoài cái bộ hồ sơ gọi là bộ hồ sơ tư vấn phong thủy như thế này ạ. Đây là bộ hồ sơ liên quan đến các hạng mục phong thủy bên trong, từ cái việc đó là bố trí công năng tổng cục, phân tích ngoại khí, rồi là bố trí mặt bằng công năng bên trong, rồi đường nước ra đường nước vào công trình ngầm, hay là họa tiết màu sơn mặt tiền, kích thước cổng cửa, hay là các cái phương án động thổ trấn trạch thì đều có nằm trong bộ hồ sơ này, nó có 12 hạng mục cơ. Đấy. Tuy nhiên một điều đó là bên em vẫn in ra thêm một cái bản trắng, tức là cái bản trắng như thế này, bản trắng này nó chỉ có cái mặt bằng công năng thôi. Mặt bằng công năng này để chị đưa cho thợ chị làm, còn đối với các bạn thợ xây người ta cũng không cần quan tâm nhiều đến yếu tố phong thủy nhà chị, bởi trong đấy nó có các cái phần liên quan đến trấn trạch nữa, thì những cái đấy là chỉ cần nhà mình biết thôi chứ đâu người ta cũng không cần phải biết cái đấy. Thì trong cái bộ hồ sơ trắng này nó sẽ có cái phần thiết kế mặt bằng công năng rất là chi tiết. Đấy, các kích thước rồi là các cái khối công năng nó đúng tỷ lệ này thì chị sẽ dùng cái bộ này để chị làm việc với lại bên địa chính để mà người ta sẽ giúp chị làm hồ sơ thiết kế cơ sở để xin cấp phép xây dựng. Còn lại bên em cũng có thể làm hồ sơ thiết kế xây dựng cấp phép xây dựng này được, nhưng mà về đến nơi gửi cho chị mà cuối cùng là cũng không có cấp phép được thì hóa mà chị làm lại, thì tốt nhất là hồ sơ cấp phép xây dựng chị cứ làm việc với lại bên thổ địa ở đấy, tức là tay địa chính, hắn sẽ làm cho chị rất là dễ dàng. Chị chỉ đưa cái phần thiết kế công năng phong thủy thì bên em đã thiết kế rồi, chị cầm cái mặt bằng này bên em có thể gửi cho chị file mềm, hoặc chị cầm cái quyển này chị đưa cho chị làm việc bên địa chính, bây giờ tao muốn xây cái nhà như này, bây giờ là mày xin cấp phép xây dựng cho tao.
Đấy, bao nhiêu tiền thì cái thứ chị đàm phán nó sẽ làm cho chị cái bộ hồ sơ cấp phép xây dựng. Thì về cơ bản nó có mặt bằng, rồi là có mặt cắt, rồi là có cái mặt đứng, rồi là có cái phối cảnh. Thì như thế người ta mới có thể duyệt được cái hồ sơ xin cấp phép xây dựng cho chị. Còn về cơ bản khi mà triển khai thi công thì đội thợ thi công người ta phải đảm bảo những cái nguyên tắc, những cái thiết kế và những cái công năng theo cái bộ hồ sơ này. Tại cái bộ hồ sơ này nó đã đảm bảo về yếu tố về kiến trúc, kết cấu và cũng như là đảm bảo cái yếu tố về phong thủy rồi. Đấy, để thợ người ta làm đúng theo như thế thì nó mới đảm bảo các tiêu chí phong thủy chứ không được sáng tạo. Đang làm lại 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 trứng khôn hơn vịt thì lại khuyên khuyên gia chủ làm thế này làm thế kia, cuối cùng sai bét đây là nhà sai hết thì không có được. Nhớ chị Mai Chi nhé. Quay lại với bạn Hoàng Hưng, bạn muốn sửa nhà này thì có nhờ thầy Tam Nguyên thiết kế được không? Được, cái này thuộc về chuyên môn quá tốt của phong thủy Tam Nguyên rồi. Thì về cơ bản rằng là có hai phương án, một là bên mình sẽ tiến hành về khảo sát tận nơi đối với nhà bạn, cái thứ hai là bạn cung cấp các cái thông tin quan trọng để mà đội ngũ trợ lý sẽ giúp bạn xin những cái thông tin để mà tính toán được cái việc phong thủy ngôi nhà hiện tại, cái hiện trạng nó đang như thế nào và chúng bây giờ cải tạo ra làm sao, tu sửa đập phá những cái tu sửa đập phá những phần nào và sửa chữa lại hay là thêm mới những phần nào, đồng thời 5 tháng ngày giờ để tu tạo sửa chữa cũng như là những cái hướng dẫn nghi lễ cụ thể, và chúng tôi vẫn trả cái kết quả là bộ hồ sơ luôn, vẫn trả bạn bộ hồ sơ như bình thường, chỉ có điều là cắt bớt một số những cái hạng mục đã xong rồi thôi. Ví dụ như cái nhà đấy thì công trình ngầm thì cũng xong rồi chẳng hạn, do đó nó không có cái phần mặt bằng công trình ngầm, động thổ thì cũng không cần phải động thổ nữa, về nhà đã động thổ rồi. Đấy, nhưng mà các cái việc là bố trí thiết kế công năng như thế nào, sử dụng các vật phẩm phong thủy như thế nào, rồi là các kích thước cổng cửa, rồi là những cái phương án liên quan đến họa tiết màu sơn thì vẫn được thể hiện rất rõ trong bộ hồ sơ đấy nhé. Thì bạn Hoàng Hưng, bạn để lại thêm số điện thoại để đội ngũ trợ lý hướng dẫn bạn chi tiết hơn thêm nha. Anh Trần Hữu Tình hỏi là nhà 1980, tuổi 1980 canh thân thì ở nhà hướng nào hợp long, anh chọn hướng Tây hoặc hướng Nam? Anh chọn hướng Tây hoặc hướng Nam ở nhé. Ở đây về cơ bản có thêm rằng là năm sinh của các thành viên gia đình anh nữa thì sẽ chính xác hơn, nhưng về cơ bản anh ở nhà hướng Tây hoặc hướng Nam thì ok được. Chào anh Luyện Bắc nha. Anh Nguyễn Minh Tuấn đặt câu hỏi là anh Nguyễn Minh Tuấn, cửa nhà vệ sinh trong phòng bếp thì bây giờ phải làm thế nào? Cửa nhà vệ sinh trong phòng bếp, về cơ bản là cái khối công năng nhà vệ sinh và bếp thì thường nó cũng liên quan đến nhau bởi liên quan đến đường ống nước, nhưng mà cửa nhà vệ sinh mà mở ra phòng bếp thì chúng ta lại phải tính toán đấy, hay là mở song song với bếp hay như nào. Thì nếu như cửa nhà vệ sinh đấy, cửa nhà vệ sinh mà mở ra bếp thì về cơ bản cái việc này phải hóa giải, tại vì chúng ta hiểu về việc ứng dụng phong thủy ở đây nó xét theo nó đều tuân theo cái nguyên tắc về âm dương ngũ hành mà thôi. Âm dương ngũ hành tức là bao gồm là mặt trăng mặt trời cũng như là ngũ hành là các cái hệ thống khí của trường khí của kim mộc thủy hỏa thổ tinh, thì nhà bếp bếp thì nó mang yếu tố ngũ hành thuộc hỏa mà nhà vệ sinh thì nó mang cái ngũ hành thuộc thủy, thì về cơ bản là bếp và nhà vệ sinh đối diện nhau thì nó dẫn đến thủy hỏa xung khắc, thủy hỏa xung khắc thì nó sẽ dẫn đến cái việc là vợ chồng hay khắc khẩu cãi cọ rồi là gia đình không hòa hợp, mà bếp thì nó lại tượng trưng cho cái việc hòa hợp của gia đình, bếp mà lạnh tanh lạnh ngắt thì chứng tỏ nhà đấy nó không hòa hợp với nhau đúng không ạ, chồng cũng không muốn về nhà ăn cơm mà vợ cũng không muốn nấu đúng không ạ, bếp cứ lạnh tanh lạnh ngắt như thế thì chả mấy mà dã đám, do đó rằng là cái việc mà thủy hỏa nó xung khắc nó dễ dẫn đến việc khắc khẩu, cơm không ngon canh không ngọt đúng không ạ. Hơn nữa một điều là nhà vệ sinh nó hay có nước tích tụ ẩm thấp, rêu mốc vi khuẩn ở trong đấy nó phát tán mà nó đi thẳng ra bếp thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng thức ăn, nó không tốt sức khỏe. Để hóa giải thì bây giờ về cơ bản rằng là một là chuyển cái công năng thôi chứ biết làm nào. Nếu mà chuyển được thì chuyển công năng chuyển thể cái bếp hoặc nhà vệ sinh đi chỗ khác. Nhưng về cơ bản là nhà mà đã xây rồi thì khó lắm. Bây giờ hóa giải thôi, hóa giải thì thứ nhất là cái cửa nhà vệ sinh thì anh chị luôn trong trạng thái đóng. Đóng ở đây tức là sử dụng hay không sử dụng thì cũng nên đóng lại để mà nó đóng khí của nhà vệ sinh lại. Thì nếu như cái cửa nhà mình mà cái cửa mà chất lượng cửa ví dụ bằng cửa gỗ cứng hoặc là cửa nhôm hệ mà nó cứng cáp ấy, thì anh chị có thể sử dụng thêm một cái chi tiết là cái tay co thủy lực để chúng ta lắp vào cái cửa đấy, để khi mà chúng ta mở ra hay đóng lại nó tự đóng lại luôn, cái cánh tay co nó tự mở lại luôn, tức là khi nó có trạng thái nó gập như này thì khi mà chúng ta mở ra thì nó sẽ giãn ra như này, nhưng đến khi chúng ta nhả tay ra thì nó lại tự co lại đấy, thế gọi là tay co thủy lực, thì nó sẽ tự nén lại cái cửa đấy, thì nó sẽ giúp cho việc cửa nhà vệ sinh nó luôn đóng thì nó bế lại cái khí bên trong. Ngoài ra trong nhà vệ sinh thì chúng ta đặt cái bảo bình thủy á, anh đặt cái bảo bình thủy trong nhà vệ sinh để nó hóa giải âm khí với khí nhà vệ sinh thì sẽ tốt hơn. Đội ngũ trợ lý các bạn ấy sẽ gửi hình ảnh của vật phẩm qua cho anh để người nắm được nhé. Anh Tuấn, anh có thể để lại số điện thoại để các bạn trợ lý tư vấn kỹ hơn cho anh về cái việc hóa giải bếp với nhà vệ sinh như nào nhé. Ừ. Bạn Nhật Anh câu hỏi là bạn sinh năm 90, vợ sinh năm 91, 90 canh thân 91 Tân Mùi, xây nhà năm 2020 hay là 2015 hướng Đông Nam 120 độ, cho hỏi có phạm gì không hóa giải không? Rồi, trao đổi bạn Nhật Anh như thế này.
để mà quyết định những cái việc phong thủy của một cái ngôi dương cơ, tức là ngôi nhà. Ngôi nhà đây có nghĩa là nhà mình ở, hay là cơ quan, hay là công ty, hay là các thứ, hay nhà hàng, hay là cửa hàng, nó có tốt hay không. Người ta căn cứ ba cái đắc: thứ nhất là đắc long, thứ hai đắc thủy, và cái thứ ba đắc vận. Thì về cơ bản rằng là đối với cái việc là tuổi bạn 90, vợ bạn 91 ở cái nhà hướng đông nam, thì bảo là bây giờ là có đắc long hay không, thì ở cái nhà hướng đông nam này về cơ bản xét theo định long tam hợp phái thì nó hoàn toàn đắc long với cái tuổi của bạn luôn, tức là 90 canh ngọ thì bạn ở nhà hướng đông nam này hợp đấy. Nhưng mà nó có đẹp phong thủy hay không, chúng ta lại nói là về yếu tố đắc thủy, tức là liên quan đến yếu tố về cách cục tổng thể bên trong bên ngoài ngôi nhà nó có được đắc hay không á, thì nó gọi là đắc thủy. Thì cái này phải khảo sát thì mới có thể đánh giá được, một là khảo sát trực tuyến, một là khảo sát trực tiếp, về trực tiếp để khảo sát đo đạc các thứ, hai là bạn được cung cấp những thông tin quan trọng qua hình ảnh, qua video để đội ngũ trợ lý có thể nắm được, tư vấn giúp bạn kỹ hơn, thì cái đấy gọi là đắc thủy. Đắc vận ở đây có nghĩa là vào cái vận khí lưu liên vào cái năm đấy làm nhà nó có bị làm sao hay không, gọi là đắc vận. Thì ở đây rằng là câu hỏi của bạn đặt ra đó là bạn xây nhà năm 2015 hướng đông nam 120 độ, thì hỏi là có phạm cái gì không, cũng như là có phạm cái gì không á, thì bảo bây giờ là nó có bị phạm cái gì không thì chưa khảo sát thì chưa đánh giá được, bởi vì rằng là khảo sát thì mới đánh giá được cái việc nó có bị phạm phong thủy bên ngoài hay không, thì mới đánh giá được vận của nó có, à, yếu tố về 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 thủy khí của nó được tốt hay không, cách cục nó có tốt hay không thì mới đánh giá được. Còn về cơ bản rằng là bạn xây nhà năm 2015, 2015 là năm Ất Mùi đúng không? Chờ tí, 16 1 0 5 6 9 3 3 4 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9 1 2. Với cơ bản năm 2015 Ất Mùi sao nhị hắc bệnh phù đưa đào đến phương đông nam. Nhớ bệnh phù đào đến phương đông nam thì chưa, cũng chưa 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 năm 2015 là năm Ất Mùi tây nam, mùi con tây nam thái tuế mùi ngũ hoàng tam sát hợi mão mùi hợi hợi chưa khẳng định là gì đâu. Năm đông nam năm đấy là năm có cái nhắc cơ bản năm đông nam, đông nam năm đấy sao nhắc bệnh phù đào đến hướng, cũng chưa có khẳng định được việc rằng là vận khí năm đấy nó xấu đẹp như thế nào, cũng không có phải quá lo lắng, không phải quá lo lắng đâu. Nhiếc bệnh phù đến hướng không có gì phải lo lắng cả. Bây giờ quan trọng một điều là bây giờ đánh giá được yếu tố là phong thủy ngôi nhà bạn nó có được tốt hay không ạ, thì phải liên quan đến việc khảo sát trực tiếp, khảo sát thực tế, hoặc là phải căn cứ vào cái mặt bằng công năng cụ thể của nhà bạn thì mới đánh giá được bạn nhà anh ạ. Do đó là bạn cung cấp những thông tin sau này để đội ngũ phong thủy thành viên tư vấn kỹ hơn này. Thứ nhất đó là cái mặt bằng công năng nội cục của cái nhà bạn, tức là mặt bằng công năng thiết kế bên trong á, các khối công năng phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, cầu thang các thứ như thế nào. Một là bạn có thể vẽ lại bằng tay, hai là bạn sử dụng cái mặt bằng thiết kế của bên kiến trúc sư thiết kế cho nhà bạn á, thì bạn có thể sử dụng cái mặt bằng đấy bạn gửi cho phong thủy thái nguyên để phong thủy thái nguyên tư vấn kỹ hơn. À, hướng nhà thì 120 độ thì chúng tôi biết rồi, bạn sinh năm 90, vợ bạn 91 thì chúng tôi biết rồi đấy, con bạn sinh năm bao nhiêu là bạn có thể cung cấp nốt đấy. Nhưng mà thêm một cái thông tin nữa là thông tin thứ ba, đó là cái mặt bằng công năng thiết kế thì nó sẽ chính xác hơn nhé. Mặt bằng công năng thiết kế nữa thì nó sẽ cụ thể hơn và chính xác hơn cái những cái phong thủy ngôi nhà bạn nó có bị phạm gì không và hóa giải như thế nào. Đấy, còn đâu đã có cái gì đâu phải lo đúng không ạ? Không có cái hướng nào xấu với tuổi cả, do đó là không có việc gì hóa giải hướng xấu tuổi. Đẹp hay không là do cách cục nội cục bên trong bên ngoài như thế nào thì mới chính xác được nhé. Gửi cả tọa độ GPS nữa để các bạn ấy tính toán xem là cái phía bên ngoài ngôi nhà nó có bị làm sao không. Thế này đội ngũ trợ lý các bạn sẽ gửi sẽ nhắn tin cho bạn, cung cấp thêm thông tin và số điện thoại để các bạn tư vấn cho. Anh Chanel Spa đúng không? Oppa. Có câu hỏi là anh tuổi Ất Mão vợ gì đó? Anh tuổi Ất Mão vợ Cảnh Thành nhá. Năm nay anh làm nhà hướng Nam có được không?
Về cơ bản là làm nhà thì nó không phải căn cứ tuổi anh Ất Mão hay tuổi anh gì cả. Đấy, làm nhà như ở đây anh bảo là nhà hướng Nam năm nay có được không, thì cơ bản làm nhà hướng Nam năm 2020 này được anh Vượng. Đấy, tại vì rằng là chúng ta phải thống nhất với nhau quan điểm đó là làm nhà là chúng ta động thổ lên chân đất chứ không phải động thổ lên người. Bởi vậy cho nên chúng ta phải tính toán trên vận khí của đất nó có được tốt hay không để mà quyết định làm được nhà hay không. Vận khí đất đấy nó căn cứ vào cái việc lưu liên thần sát mỗi năm như thế nào. Như năm 2020 canh tí này thì về cơ bản làm cái nhà hướng Nam nó rất là vượng. Làm nhà hướng Nam rất vượng. Bởi vì cái trạch đất tọa bắc hướng Nam năm 2020 nó vượng khí. Do đó làm cái nhà hướng Nam rất là vượng. Đấy. Nhưng mà hướng Nam thì về cơ bản ở đây em chưa biết là độ số hướng nhà anh là bao nhiêu độ. Bởi vì Nam nó bao gồm 3 sơn hướng là Bính, Ngọ, Đinh. Thì phải cụ thể xem là bao nhiêu độ thì mới có tính toán được việc tiếp theo nữa rằng là nhà anh cần phải tư vấn và khảo sát thiết kế như thế nào nó mới chính xác được. Thì anh đo lại xem, anh tải ứng dụng La Bàn Việt về máy anh đo xem hướng Nam anh là hướng bao nhiêu độ nhé. À, làm nhà lên đất nên tính toán vận khí của đất nó làm hay không thì hướng Nam anh làm được. Còn câu chuyện bây giờ bảo tiếp theo đó là phong thủy nhà anh có được đẹp hay không thì phải khảo sát. Phải khảo sát mới có thể đánh giá được vận khí, à cái trạch đất đấy, cái thế đất đấy, cái cuộc đất đấy nó có được đẹp hay không thì mới quyết định được việc rằng là anh có nên chốt lại ở đấy, cư ngụ ở đấy không. Chứ khảo sát xong nó xấu lòi là sát khí rồi ầm 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 mới không nên ở, đúng không ạ? Không nên ở. Còn lại nếu như có cơ hội anh lựa chọn một cái trạch đất khác. À, rằng là tuổi anh Ất Mão như thế thì anh lựa chọn hướng Đông Bắc, anh ở nó sẽ vượng hơn. Anh lựa chọn được hướng Đông Bắc anh ở sẽ hợp long hơn. Chị Thư Trịnh hỏi rằng là chị sinh năm chồng chị xem 76 Bính Thìn, vợ 81 Tân Dậu, con trai 2001 Tân Tỵ, con gái 2008 Mậu Tý, ở nhà hướng Tây Bắc có được hợp không? Rồi, cảm ơn. Xét theo Định Long Tam và Phái ạ, thì đối với thông tin tuổi các thành viên gia đình chị như này khả năng rất cao là hiện tại đối với nếu ở hướng Tây Bắc, Tây Bắc bao gồm 3 sơn hướng là Tuất, Càn, Hợi. Về cơ bản rằng là nếu như xét theo tuổi các thành viên gia đình chị sinh năm 81 Tân Dậu, con trai 2001 Tân Tỵ mà lại ở hướng Tây Bắc, khả năng rất cao ở cái nhà này chị đang cầm cái. Khả năng rất cao ở cái nhà này chị đang cầm cái bởi vì nó hợp với chị và thằng con trai 2001. À, chồng chị 76 và con gái 2008 Mậu Tý thì nên chọn cái trạch đất hướng Tây hoặc hướng Nam. Tây hoặc hướng Nam hoặc là Tây Nam. Tây hoặc Nam hoặc Tây Nam thì nó sẽ vượng hơn. Đấy, thì nó sẽ vượng hơn. Thì về cơ bản là ngôi nhà ở một ngôi nhà này không hợp với chồng thì hợp với vợ là ok được rồi, chứ không 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 có việc là hướng này xấu với chồng xấu với vợ gì cả, lại hợp với vợ để không hợp với chồng xấu với chồng, cái đấy là luyên thuyên. Đấy, hợp với chồng hay hợp với vợ đều được. Đấy, nhưng ở đây hướng Tây Bắc thì hợp với vợ, hợp với chị hơn. Do đó rằng là ở cái nhà hướng Tây Bắc này về cơ bản rằng là hợp long, còn nó đẹp phong thủy hay không thì vẫn phải khảo sát, vẫn phải tính toán trên bản vẽ công năng thực tế thì mới có thể ok được. Chứ không có cái lý thuyết nào về cái việc là hướng này hướng kia, ở hướng này hướng kia thì tuyệt mệnh, hướng này hướng kia ngũ quỷ rồi họa hại rồi là con cái thế lọ thế trai, thì không có cái khái niệm đấy đâu nhé. Đừng có đọc mấy kiến thức đấy đau đầu ra, đúng không ạ? Anh Trương Lưu có hỏi cho hỏi là tuổi Đinh Tỵ 1977, vợ 78, tọa nhà tọa bắc hướng chính nam, xây nhà năm nay được không, tháng nào tốt? Ok được anh Trương Lưu ạ. Đấy, anh Tường Lưu ạ. Bởi vì là vừa câu hỏi em có trao đổi là làm nhà là tính toán trên yếu tố vận đất chứ không phải là trên tuổi người. Do đó rằng là đối với nhà hướng Nam năm 2020 canh tí này về cơ bản hướng đấy nó long khí nó vượng đấy. Do đó là anh xây cái nhà mà tọa bắc hướng Nam ok được, tọa Tý hướng Ngọ hoàn toàn được. Đấy. Nhưng mà xây vào cái tháng nào thì nó có một vài tháng để mà triển khai. Về cơ bản rằng là hiện tại hình như chúng ta đang còn có các tháng vượng để mà triển khai đối với nhà hướng Nam, đâu đó chúng ta còn tháng 6, tháng 6 âm là các anh chị có thể triển khai động thổ được rồi, tháng 6 là tháng gần nhất đấy là có thể triển khai. Các bạn sẽ tư vấn thêm cho anh chị về cái việc tháng vượng, nhưng về cơ bản rằng là theo cái kiến thức về khai sơn tu phương lập hướng mỗi một năm mà thầy Tam Nguyên luận giải thì năm 2020 canh tí này đối với nhà tọa bắc hướng Nam thì hoàn toàn để triển khai động thổ vào tháng 6 nhé. Tháng đấy là tháng nhật nguyệt đáo sơn, nó rất là vượng để mà triển khai làm. Thì bây giờ hiện tại đang là tháng 4 âm rồi. Tháng 4 chúng ta vẫn có thời gian để mà kịp khảo sát cũng như lên phương án thiết kế. Đấy, vẫn kịp khảo sát lên phương án thiết kế thì anh có thể là để lại thông tin số điện thoại để các bạn trợ lý tư vấn thêm cho anh cũng như là sắp xếp lịch để mà thầy Tam Nguyên cũng như là kiến trúc sư về khảo sát cụ thể đất đai của anh và sau đó lên phương án thiết kế sẽ tốt hơn. Còn nó xây nhà hướng Nam năm nay ok. Chị Tuyết Nguyễn nó hỏi là cho hỏi nhà nhà em đi thuê nhà trong lúc người ta đang làm nhà cho nhà cái gì à
đi thuê nhà trong lúc người ta đang làm nhà cho em thuê. Đấy, họ không làm lễ gì cả. Giờ em có phải làm gì không? Cần tư vấn. Thì về cơ bản như này thì giống như cái việc cái nhà đấy thì nó không phải là nhà của chị, nhưng về cơ bản phong thủy là cái việc đó, cái môi trường sống, không gian sống sẽ tác động đến cái trường khí của con người ở trong cái nhà đấy. Do đó nếu như chị xác định cái nhà đấy chị ở lâu dài ấy, vài năm á, thì chị vẫn làm một cái lễ giống như lễ nhập trạch á. Khi mà chị dọn về ở thì chị vẫn làm một cái lễ gọi là lễ nhập trạch. Còn đâu rằng là khi người ta triển khai, người ta khởi công xây cái nhà đấy, người ta có động thổ hay không thì cái đấy nó ăn vào cái ông trạch đất, ông chủ cái trạch đất đấy hoặc ông chủ thầu. Chứ không liên quan đến chị. Chị ở đấy thì ngày hôm nay chị ở thì thích thì ở, ngày mai không thích thì lại hủy đi ở chỗ khác ấy mà. Thế cho nên là nếu chị xác định ở đấy lâu dài ấy, thì vẫn làm một cái lễ gọi lễ sinh nhập trạch về nhà mới. Bởi nếu chị ở lâu dài thì chị cũng tính toán đến việc đó, chị làm khang trang cái không gian sống của mình tốt hơn, đúng không? Đấy. Chứ còn đâu mà nói thì là không không phải lo việc là người ta làm, người ta có không làm lễ gì cả, không làm lễ thì nó ảnh hưởng đến ông chủ đất đấy, ông chủ đầu tư, chứ không ảnh hưởng đến chị. Còn đâu chị về ở đấy thì chị chọn cái thời điểm vượng để chị làm lễ nhập trạch, cũng như là nếu ở lâu dài thì mình tính toán đến yếu tố phong thủy nội cục bên trong nó có được tốt hay không. Nếu mà sai phạm thì mình cần phải hóa giải, còn nếu mà ở mà ít ít thì cũng không cần phải lo quá nhiều nhé. Đấy, thì lựa chọn cái thời điểm vượng, xem cái năm tháng ngày giờ để nhập trạch, thì đội ngũ trợ lý cũng sẽ tư vấn kỹ chị kỹ hơn. Chị để lại số điện thoại, các bạn ấy tư vấn chị cái xem ngày nhập trạch. Anh Nguyễn Ngọc, chị Nguyễn Ngọc câu hỏi là thầy cho hỏi chồng 76 vợ hướng nam năm nay được không? Hồi vẫn câu hỏi giống như các anh chị, hướng nam năm nay làm được nhớ, hướng nam năm nay làm được chị Ngọc ạ. Nhớ, trong khi đó là chồng chị 1976 Bính Thìn, về cơ bản xét theo định long tam và phái thì hướng nam này hoàn toàn phù hợp với tuổi chồng chị đấy, rất là tốt. Đấy là Đắc Long nhá, Đắc Vận nhá. Bây giờ là Đắc Thủy, tức là cách cục thủy khí thủy pháp nó có được tốt hay không thì thầy Tam Nguyên sẽ về khảo sát để quyết định rằng là cái trạch đất đấy nó có được vượng phong thủy không để mà ở. Nếu mà vượng phong thủy nữa thì quá tốt luôn, thì ở cái nhà này ok luôn, tức là phong thủy cái nhà đẹp, vận khí năm nay tốt, triển khai động thổ vào tháng 6 âm lịch, có thể triển khai động thổ vào tháng 6 âm lịch là triển khai làm nhà được. Còn ở phương án thiết kế như nào thì hãy để Phong Thủy Tam Nguyên tư vấn thiết kế cho nhé. Chứ đừng có mất tiền thuê kiến trúc sư rồi thì kiến trúc sư vẽ ngáo ngang ngáo ngơ, đúng không ạ? Sai hết phong thủy rồi cuối cùng lại phải làm lại. Đau hết cả đầu, đúng không ạ? Đau đầu cho cả nhà chị, đau đầu cho cả bên tư vấn phong thủy, đau đầu cho cả kiến trúc sư nữa. Tốt nhất là lựa chọn đơn vị nào mà am hiểu cả kiến trúc cả phong thủy nữa thì mình đỡ nhẹ đầu nhé. Mình nhẹ đầu mình đỡ đau đầu nhé. Đấy, Phong Thủy Tam Nguyên tự hào đơn vị, yên tâm luôn. Anh Tường Lưu tháng nào? Tháng 6 âm lịch nhé, anh Tường Lưu nhé. Đấy, nhà hướng nam thì tháng 6 âm lịch là gần nhất là triển khai. Do đó đây vẫn là cái tháng mà đây là thời điểm mà chúng ta vẫn khảo sát và thiết kế được. Do đó anh chị nhanh chóng kết nối với lại bên đội ngũ trợ lý tư vấn để các bạn tư vấn cho, sắp đặt lịch hẹn để thầy Tam Nguyên hoặc là chuyên viên khảo sát sẽ về tận nơi để khảo sát tư vấn cho anh chị. Và sau đó về thiết kế sẽ yên tâm hơn nhé. Trả kết quả bằng bộ hồ sơ tư vấn phong thủy. Đấy. Trong cái bộ hồ sơ phong thủy Tam Nguyên, trong cái hộp hồ sơ mà phong thủy viên gửi về sẽ luôn có, thứ nhất là bộ hồ sơ tư vấn phong thủy như này là thứ nhất, cái thứ hai là cái bản mặt bằng công năng thiết kế để đội thợ người ta căn cứ vào làm, và cái thứ ba là quyển hướng dẫn, quyển tuyển tập nghi lễ tại gia, tức là cái cuốn hướng dẫn những cái văn khấn nghi lễ quan trọng để anh chị tự thực hiện cái việc động thổ nhập trạch hay làm tất cả những nghi lễ khác là anh chị tự thực hiện luôn, chứ không phải thuê thầy thuê tiếc gì cả nhé. Chứ đừng có thuê thầy cúng thầy kiếp gì về nhà cúng hầm bà làng luyên thuyên đấy nhé. Cũng mấy cái đấy anh chị tự làm những cái lễ đấy nó sẽ tốt hơn, chứ 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 không cần phải thuê thầy thuê thợ gì đâu nhé. Bởi vì chúng ta hiểu rằng là các nghi thức nghi lễ về cơ bản chúng ta không biết, chúng ta lo thôi, chứ đâu rằng là nếu đã có văn cúng, tức là chúng ta đã có văn để mà đọc rồi thì nó đọc nhiều khác thành quen, đúng không ạ? Đọc nhiều khác thành quen đấy, giống như chúng ta hát mãi một bài hát chúng ta cũng quen nó. Đấy, còn lại rằng là cái việc thực hiện các nghi lễ nghi thức này nó thể hiện ở tâm, nó thể hiện tâm tâm của anh chị khác với tâm của chúng tôi. Do đó các anh chị cũng có thể nào nhờ, cũng không thể nào mà nhờ Phong Thủy Tam Nguyên đi cúng hộ được, thầy Tam Nguyên cũng không có đi cúng nhà nào hết. Các anh chị cũng không có cần phải thuê thầy cúng, bởi vì thầy cúng thì vốn dĩ thì cũng không phải là thần thánh. Thầy cúng thì cơ bản là khoa cúng người ta tốt thôi, người ta biết văn cúng, người ta biết trước sau người ta cúng thôi. Mà bây giờ văn đã cấp cho anh chị rồi, anh chị tự cúng. Chứ bảo thuê ông thầy cúng về, ông thầy cúng như cũng không biết ông ấy ông làm cái gì, không biết tâm ông ấy như nào. Thầy cúng nó không khác gì anh chị cả. Cũng có vợ con đúng không ạ? Cũng ăn ngủ nhu cầu lục dục đủ các thể loại trên đời giống hệt anh chị, mà mới hôm qua vừa đánh đề xong vừa trượt lô xong, hôm nay đi cúng anh chị làm sao mà tâm tĩnh được, đúng không? Hôm qua vừa mắng con mắng vợ xong, hôm nay đi cúng vẫn còn hậm hực thì làm sao mà cúng được, đúng không? Tốt nhất là không phải nhờ ai hết, anh chị tự làm. Đấy, văn lễ nghi lễ là chuẩn bị hướng dẫn kỹ càng. Đấy, mà kể cả có
Phong Thủy Tam Nguyên, thầy Tam Nguyên hay là đội ngũ trợ lý có đi hướng dẫn cô chú anh chị thì cũng chỉ đứng bên cạnh để mà hướng dẫn các anh chị các cái nghi thức chuẩn bị như nào thôi, còn anh chị tự làm hết. Thì mình làm thế mình mới thể hiện được cái tâm thành kính của mình. Đấy, còn vốn dĩ là thần thánh cũng như gia tiên mình không có chấp, không có chấp mình nhá. Đấy, mình mà có đọc sai như nào đấy thì các cụ cũng không có chấp. Nhưng chấp là chấp ông thầy cúng kia luyên thuyên vớ vẩn là các cụ ránh chết. Thế cho nên rằng là mình tự làm chứ không cần phải thuê ông nào cả nha. Rồi, cảm ơn bạn Thư Trịnh nha. Đấy, bạn chị Thư Trịnh, chị chia sẻ video live stream này đến với nhiều người hơn nha, để mọi người rõ ràng các quan điểm phong thủy làm nó dễ hơn, làm nhẹ nhàng hơn nhé. Chị Nguyễn Ngọc cũng thế, chia sẻ video live stream đến nhiều người hơn nha. Chị Huyền Phạm, nhà hướng Đông Nam năm nay làm được không? Nhà hướng Đông Nam bao gồm ba sơn hướng là thìn tốn tỵ, chị đo cụ thể xem là vào sơn thìn hay tốn hay tỵ thì mới có thể tính toán được. Còn nếu mà Đông Nam mà vào cái sơn hướng mà làm được thì năm nay chị có thể làm vào tháng 9 âm lịch là cái tháng gần nhất, hoặc là để sau Đông Chí, còn nếu tháng 4 âm thì qua mất rồi. Nha chị Huyền Phạm nha. Xin chào anh Lê Xuân Chuyên. Đấy. Còn ai không ạ? Còn câu hỏi nào nữa không ạ? Anh Quân Dương hỏi là anh sinh năm 82 nhâm tuất, nhà hướng Đông Nam tốn năm 2021 làm được không? Đông Nam tốn, nhớ lại cái đã. Cái này để các bạn trợ lý các bạn tư vấn cho anh cho, bởi vì là khai sơn lập hướng 2021 Tân Sửu là thầy Tam Nguyên biên soạn rồi ạ. Em cũng chợt không nhớ ra được. Thì để các bạn trợ lý các bạn sẽ inbox để tư vấn cho anh kỹ hơn. Anh Quân Dương anh để lại số điện thoại thì các bạn sẽ tư vấn cụ thể hơn cho. Hoặc anh gọi điện thẳng đến số 1900292 bấm nhanh số 2 để các bạn tư vấn kỹ hơn cho anh về cái việc là có làm năm 2021 Tân Sửu được không đối với cái nhà hướng Đông Nam tốn. Có khai sơn lập hướng 2021 rồi. Các anh chị hoàn toàn có thể bắt đầu hỏi dần về cái việc các hướng năm 2021 làm như thế nào, bởi vì khai sơn lập hướng 2021 là có rồi đấy nhé. Chúng ta hoàn toàn này hỏi xem là 2021 có làm được không thì các bạn trợ lý các bạn sẽ tư vấn thêm cho. Ok, có lẽ là chúng ta sẽ kết thúc live stream đây nha.